Vâng, Tín Hiền chào bác nhá. Chào mừng các bác đã quay trở lại kênh nha. Tiếp tục với chương trình video thì lâu lâu hôm nay lên một cái video xả kho một cái một số mã hàng bên em thanh lý nhá bác nhá. Một số mã hàng bên em sẽ giảm giá để các bác cùng cập nhật lại mức giá mới. Để các bác xem video thì đừng quên ủng hộ em xin nút like cũng như là một nút đăng ký kênh đón xem sản phẩm và video mới nhất của em. Và khi mà các bác mua hàng bên em thì nhớ giúp em, các bác mua hàng hóa đơn cứ từ 200 trở lên. Đấy, cứ mua hàng từ 200 trở lên mà bên em sẽ miễn phí ship cho bác rồi. Ngoài ra thì giao hàng toàn quốc luôn, nhận hàng các bác kiểm tra và thanh toán nha. Thì em sẽ đi về những cái mã hàng đầu tiên trong cái video ngày hôm nay. Rất nhiều những cái mã hàng thanh lý, xả kho, giá cực tốt, các bác cùng đón xem hết video nhá. Đấy, để săn những cái mã hàng ưng mã nào cứ alo liên hệ trực tiếp em chốt đơn. Rồi cái mã đầu tiên đi em lên mã xả kho luôn cho bác, đó là cái cọ vệ sinh con vịt này, cọ vệ sinh các bác chuyên dùng để cọ vệ sinh toilet các thứ nhá, rất tiện dụng luôn. Đó thì em báo cái giá thanh lý hôm nay luôn. Đó đi. Bữa trước bên em đang bán giá sản phẩm này đang bán là 90.000, hôm nay em còn ít em thanh lý xả luôn bác, giá chỉ còn có 50.000 thôi. Cứ lên mã giúp cho em sẽ là cái cọ cọ vệ sinh nhá, cọ toilet hoặc là cọ WC hình con vịt. Đó, giá của nó đang xả bác là chỉ có 50.000 một cái thôi. 50.000, cái này về rất là hay. Đấy, về các bác dùng để cọ, chuyên dùng cọ nhà tắm đấy, cái này nó có hướng dẫn lắp đặt này. Thì khi mà gửi tay bác thì nó sẽ tháo rời ra, thì về các bác lắp vào là xài thôi. Đấy, con này dễ dễ lắp cực mà. Đấy, ấn em cái đầu này vào này. Đó, kêu tạch cái này vào. Đó, thì đây là cái cây cọ chính. Còn đây là cái này là cái giá đỡ nhá, cái giá đỡ. Cái con này thiết kế cả cái giá đỡ, rất là hay. Đấy, lắp cái chân con vịt vào này. Đấy, và đi kèm là nó có một cái miếng dính đằng sau. Cái sản phẩm này rất là hay là các bác đi kèm là nó có một cái miếng như này, là về các bóc cho miếng ra, dắt vào đây và các bác dính nó lên tường, và lúc nào mà các bác dùng xong là các bác để luôn đây cho đó, để ở đây là nó sẽ khớp vào, nhìn nó sẽ che đi, nhìn nó rất là thẩm mỹ nhá, thì nó đỡ kiểu là nó đỡ thô. Đấy, các bác cho đây, và ví dụ các bác dính cái tường thì nó rất là tiết kiệm diện tích nhá, nó không bị bình thường là các bác hay để xuống đất các thứ, giờ nó rất là hay bừa bộn. Đấy, nhưng khi mà các bác dán lên tường, sau đó các bác để cái này vào là nhìn nó rất là gọn gàng, sạch sẽ, ngăn nắp này. Đấy, nhìn vào cái nhà vệ sinh nhìn thấy rất là đẹp, sạch sẽ rồi. Đấy, và đây là cái cây chổi chính này, nó sẽ có một cái đầu silico nó dẻo dẻo này. Đấy, có những cái gai để các bác cọ này, và một cái đầu bàn chải nhá, một cái đầu bàn chải để các bác cọ rửa rất ok luôn. Đấy, thì đây chọn một cái bộ này, giá của nó sẽ là đi em đang xả kho, giá của nó sẽ là 50.000. Đấy là một chổi và một cái giá đỡ đi kèm, về các bác bóc cái miếng dính này ra, các bác dính lên tường, các bác cho lên, và khi nào dùng xong các bác bỏ vào. Đấy là sẽ đậy kín với nhà, ok. Đấy, một bộ này là 50.000 nhá. Lên mã cho em sẽ là cái cây chổi cọ vệ sinh con vịt. Đấy, cây chổi cọ vệ sinh, cọ WC con vịt, giá của nó sẽ là đi 50k đấy, các bác cùng xem cái video thực tế về sản phẩm này. Cái cây này ok lắm. Chiếc cọ toilet được thiết kế thông minh có thể cọ sạch từng ngóc ngách của bồn cầu. Tại sao không? Chính là chiếc cọ toilet hình vịt này đây, được tích hợp hai đầu cọ linh hoạt. Một đầu cọ dẹt silicon dẻo có thể uốn cong để làm sạch các góc chết. Một đầu cọ mềm dễ dàng làm sạch bụi bẩn và vi khuẩn trên bề mặt, lại không hề gây sức men bồn cầu. Đi kèm là chiếc hộp để cọ treo tường. Sẽ luôn được giữ sạch sẽ và khô ráo, không gian nhà tắm cũng gọn gàng hơn hẳn nữa. Đó, mọi người nhìn xem, cọ bồn cầu vô cùng linh hoạt và dễ dàng luôn. Sản phẩm mình để trong giỏ hàng, mọi người bấm vào tham khảo nha. Đấy, hiện tại đang được giảm giá rất tốt luôn, đang được giảm giá xả kho, giá chỉ còn có 50.000 một cái thôi. Lên mã em sẽ là cái cây cọ vệ sinh hình con vịt của nhá. Sản phẩm tiếp theo thì đây em lên luôn cho bác, đó là cái túi thuốc diệt rong rêu nhá. Nhà bác nào mà sân sướng hiện tại đang rất nhiều rong rêu, mà đặc biệt là đang cái mùa mưa này, rong rêu nó ra sân ra sướng rất là nhiều. Đấy, rồi ví dụ như là trẻ em này, người già này, các thứ này đi lại rất là nhiều, mà chẳng may là có trượt cái mà dập bông cái thứ xuống là rất là nguy hiểm nhá. Đấy, thì các bác mua trong cái thuốc diệt rong này về, thì một túi này là 500g, mà trên này là nó có hướng dẫn sử dụng luôn. Đấy, pha 500g với 5 lít nước các thứ này. Đấy, các bác đổ ra, sau đó các bác dùng cái những cái cây chổi rễ thứ, giờ các bác gì các bác quét cho nó thấm cái thuốc này vào, là nó sẽ để một lúc, sau đó các bác xả nước là nó sẽ bong hết những cái chân rêu chân rong đi. Đấy, nó không bị trơn trượt nhá, và rất là sạch sẽ, đặc biệt là những cái nền bê tông thứ, giờ những cái nền rong rêu rất là sạch luôn. Một túi là 500g, nhưng em báo giá luôn, lên mã cho em sẽ là cái túi thiệt thuốc diệt rong rêu 500g, giá của nó sẽ là đi 40.000 nhá, 40.000 cho một cái túi thuốc diệt rong rêu này. Đấy, 40.000 một túi thôi. Đây các bác cùng xem một cái video thực tế test sản phẩm này, rất là sạch luôn đấy nha. Đây. Đấy. Một tuần nay là miền Nam mưa liên tục, không thấy ánh nắng mặt trời đâu luôn các bạn. Và cái thời điểm này rất là thuận lợi cho rong rêu phát triển. Nhà bạn nào mà có nền bê tông á, là rong rêu nó phát triển cực kỳ nhanh luôn. Đi đâu cũng thấy rêu. Nhà mà có thêm người già rồi là trẻ em hay bà bầu á, đi ở trên những cái nền rong rêu như thế này, trơn trượt rất là nguy hiểm. Cái bịch tẩy rong rêu này mình mua được ở trên TikTok. Và bây giờ mình sẽ thử ở trên cái nền sân này luôn nhé. Thank you.
Đấy có thấy không? Đấy sau khi mà rắc cái bột này lên và các bác quét qua quét lại này thì khoảng để 30 phút sau là nó rất là sạch luôn này. Chưa dùng này. Trong rêu còn nguyên nha. Đấy cái chỗ này nha, tẩy rồi mà rất là sạch luôn này. Đấy, có thấy không? Sau khi mà tẩy xong nhìn nó sáng sáng bong luôn này. Đấy, không còn rong rêu thứ nhá, không có hiện tượng trơn trượt nhá, rất là sạch sẽ ok luôn. Đấy, mua 1-2 gói này về các bác tẩy cả sân nhà mình luôn. 40.000 một cái túi thuốc diệt rong rêu được không nhá. Sau đó thì đây em lên luôn cho bác mang đó là cái lọ bột thông cống này. Đấy, về các bác nào mà những cái cống nhà mình hiện tại đang tắc này, đang chảy chậm này. Đấy, rồi ví dụ là lâu ngày các bác dùng. Đấy, đặc biệt là những cái dầu mỡ đứa giờ nó động cặn và nó két vào. Đấy, cống nước thứ chảy rất là chậm. Đấy, có hiện tượng tắc thì các bác mua cho em cái lọ này về nhá. Các bác cứ đổ trực tiếp vào cái cống nhà mình, sau đó là các bác đổ cho em thêm ít nước sôi vào để nó tăng cái phản ứng hóa học lên. Đấy, nó là dạng bột nhá, nó dạng bột. Đấy, về các bác cứ đổ trực tiếp cái bột này vào trong cái cống nhà mình, đổ cho em thêm ít nước sôi vào là nó sẽ tăng phản ứng hóa học lên, nó sẽ tạo được những hiện tượng là chảy chậm nước này, rồi là tắc cống có thứ nhà mình rất ok luôn. Đấy, thông tắc cống này, khử mùi này, diệt khuẩn này rất ok. Em báo giá luôn nhá, một cái lọ thuốc bột thông cống nha, thì em đang gửi bác giá của nó sẽ là 20k nhá, 20k thôi. Đấy, 20.000 một cái lọ bột thông cống này. Đây các bác cùng xem cái video về sản phẩm này, cái này dùng rất ok, cái này em bán rất là nhiều này. Đây nghĩ là chán con này, Tết nhất đến nơi rồi mà cái bồn rửa bát nhà mình nó bị tắc thế này đấy, mấy ngày rồi mà không hết tắc, bát đũa ăn xong không dám rửa luôn. Nhưng mà tìm hiểu thì thấy có cái bột thông tắc này, mua về thử nghiệm và review luôn cho cả nhà xem nhá. Nó này trước khi đổ bột vào thì phải cho ít nước các bạn nhá, có nước thì nó mới phản ứng hóa học được, kiểu như là nó phân hủy những cái chất cặn bã ở gì đấy ấy. Bây giờ tiến hành đổ bột vào xem thế nào nhé. Thời gian đổ bột thì mình nghĩ là cứ đổ vào buổi tối xong rồi ngâm cả đêm rồi sáng ra nó sẽ hiệu quả hơn, mới đổ mà xả nước luôn là sẽ không được đâu các bạn nhá. Đổ được một lúc thì nó phản ứng hóa học nó sủi bọt lên rất nhiều. Đây là quá trình nó phân hủy những cái chất cặn bã để cho nó mịn ra và thông cống nha. Quan sát thì một lúc sau mình đã thấy cái bột nó bị thụt xuống, chứng tỏ đã thông được một phần rồi. Nhưng tốt nhất mình cứ để qua đêm cho chắc ăn các bạn nha. Sản phẩm này mình thấy ổn đấy, các bạn tham khảo nhá. Đấy, thực tế về sản phẩm nhá, em báo giá luôn 20.000 nhá, 20.000 một cái lọ bột thông cống nhá các bạn nhá, 20k. Một cái sản phẩm rất là hay để về cho các bác nào chuyên sử dụng máy giặt này, đó là cái quả bóng giặt ma thuật nhá. Đấy, cái này thì hay gọi là cái quả bóng giặt ma thuật, thì bên em sẽ bán nó combo là một lúc là 10 quả một các bác nhá, 10 quả một thì sẽ bán theo combo là 10 quả một. 10 quả thì bên em sẽ gửi bác giá sẽ là đi 30.000 nhá, 30.000. Các bác cứ lên mã giúp em sẽ là cái combo quả bóng giặt. Đấy, combo 10 quả bóng giặt này. Đấy, 10 quả bóng giặt giá của nó sẽ là 30.000 nhá. 30.000 một cái combo 10 quả nha. Đấy, bán một lúc là 10 quả luôn. Về các bác sử dụng nhá. Cái này về dùng hay lắm. Đặc biệt là cho các bác dùng máy giặt nhá. Cửa ngang, cửa đứng đều được luôn. Các bác giặt quần áo là hay cái tình trạng là quần áo là nó cứ dối với nhau, và thứ hai là nó không sạch. Đấy, các bác mua cho em cái quả bóng giặt ma thuật này về. Chất liệu của nó là bằng silicone nhá, và nó có những cái múi như này. Đấy, những cái múi như này là khi vào trong lồng giặt nó sẽ tác động cùng với quần áo thì nó sẽ va chạm với cái quả bóng này. Đấy, và nó sẽ làm sạch quần áo, và thứ hai là khi mà các bác lấy quần áo ra nó không bị rối nhá, thì những cái viên này nó sẽ làm chống rối quần áo nhá. Đấy, quần áo sẽ phẳng đẹp hơn, thứ hai là quần áo sẽ sạch hơn. Đấy, giúp quần áo sạch hơn. Nói chung nó gọi là cái quả bóng giặt ma thuật. Cái này dùng rất là hay. Đấy, bán một lúc là 10 quả luôn. Bán một lúc là 10 quả với giá sẽ là 30.000 cho 10 quả bóng giặt ma thuật nhá. Các bác cứ lên mã giúp cho em sẽ là combo 10 quả bóng giặt ma thuật, giá sẽ là 30.000 nhá, 30.000. Đây các bác cùng xem cái video về sản phẩm này, cái này dùng hay lắm. Đây. Các bác cùng coi này. Các bạn nên thử của bóng giặt này. Đặt một ít trước khi giặt, bạn không còn phải lo lắng quần áo bị bường víu nữa. Chất liệu silicon không làm hỏng quần áo, điều quan trọng là tăng ma sát. Wow, bộ quần áo này mềm như giặt bằng tay vậy, có thể dùng trong 10 năm, rất tiết kiệm và rẻ phải không nào? Mua ngay ở giỏ hàng nhé. Đấy, thực tế về sản phẩm nhá. Đấy, mỗi lần mà các bác giặt quần áo các bác cứ thả tất vào cho em. Đấy, khi mà giặt xong là các bác cứ lấy quần áo ra, còn cái này các bác cứ để lại trong máy giặt được, không vấn đề gì cả nhá. Lần sau các bác lại cho quần áo vào, và cái này lúc nào nó cũng trong máy giặt này. Chống rối quần áo này, giúp quần áo sạch hơn, thơm hơn. Giá của nó sẽ là 30.000 một combo 10 quả nhá. Rồi tiếp theo thì ở đây lên luôn cho bác mã hàng, đó là cái set bao tay lao động này, set bao tay lao động 12 đôi và có bán lẻ cho bác luôn. Đấy, thì các bác cứ lên mã giúp cho em sẽ là cái set bao tay lao động nhá. Một lố là 12 đôi nhá, một lố là 12 đôi và bên em sẽ có bán lẻ và bán theo combo. Đấy, nếu mà các bác mua theo lố thì một lố là 12 đôi. Đấy, một lố bao tay lao động này. Lao động một lố là 12 đôi, giá của nó sẽ là 70.000. Đấy, còn nếu mà các bác lấy lẻ một đôi, giá của nó sẽ là 10.000 nhá. Lấy lẻ một đôi là 10.000, còn các bác mua theo một combo một set 12 đôi là 70.000 nhá. Đây,
một set của nó đây, một set này là 12 đôi này, là nguyên bịch này luôn, là 12 đôi. Về các bác dùng chuyên dùng để lao động này. Đấy, các bác phụ vữa này, sách sách vữa, rồi là các bác phụ hồ, rồi các bác làm thợ xây, các bác làm vườn, làm tược, làm những công việc tay chân, dùng con này rất ok luôn. Ở đây nó có những cái gai bằng cao su ma sát rất tốt này. Đấy, thì các bác đi vào, con này nó dạng co giãn 4 chiều nhá, nên là các bác tay to tay nhỏ đi hết luôn. Đấy, như tay em nó khá là to, đi rất là vừa luôn này. Đấy, tay to tay nhỏ đi hết luôn nhá. Đây. Đấy, tay to tay nhỏ đi hết luôn này. Đó, nó là dạng freestyle, nó co giãn 4 chiều nên các bác đi thoải mái nhá, và đi vào nó rất là ôm tay. Nó những cái gai cao su. Đấy, ma sát các bác cầm nắm không lo trơn trượt, hoặc các bác có thể là dùng cái con bao tay này, các bác lái xe lái cộ cũng thoải mái luôn. Đó. Một set bao tay lao động như này có nhá, là 12 đôi, giá của nó sẽ là 70.000 nhá, 70.000 là một set là 12 đôi. Còn các bác muốn mua lẻ một đôi một, đấy, mua lẻ một đôi một nha, thì bên em đang bán lẻ một đôi bao tay lao động như là 10.000, các bác lấy lẻ bao đôi tính tiền bấy đôi. Còn các bác lấy cả set là 12 đôi, giá là 70.000. Nếu mà các bác có nhu cầu dùng nhiều thì theo em các bác cứ nên mua cả một set này, về dùng được lâu mà nó giá nó rẻ, mua cả set này nó 70.000 thôi, 12 đôi luôn. Đấy, giá nó quá rẻ bình dân nhá. Đấy, bao tay lao động nhá. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác đó là cái kẹp chuột, bẫy chuột thông minh nha. Đấy, em báo giá luôn, bên em đang gửi bác giá sẽ là 15.000 nhá. Nhà bác nào nhiều chuột mua cái bẫy này về rất nhạy luôn. Đấy, 15k nhá. 15k một cái bẫy chuột nha. Các bác lấy 10 chiếc, 10 chiếc thì bên em là giá sẽ là 150.000, bao ship cho bác luôn. Cứ lấy 10 chiếc là được bao ship, còn các bác mua lẻ một chiếc là 15.000. Chất liệu của nó toàn bộ bằng nhựa này và có phần lò xo bằng thép nhá. Lò xo này nó đẩy cực kỳ căng và rất là khỏe luôn. Đây em sẽ hướng dẫn các bác cách dùng luôn này. Thì về các bác dùng hai tay này, hai ngón tay các bác lấy đây và bên dưới các bác đỡ bàn tay này, các bác ấn mạnh xem. Đấy, nó khớp vào lẫy cái, thế là xong. Đấy, các bác không dùng như những cái dòng bẫy chuột truyền thống rất là nguy hiểm, nhưng con này dùng nó rất là nhàn. Các bác chỉ việc ấn mạnh những cái là nó sẽ khớp vào, là cứ thế này. Các bác bỏ mồi bên trong này. Đấy, và các bác để vào những cái chỗ nào chuột nó hay đi lại này, rồi ví dụ như là những cái chỗ mà đầu hang các thứ rồi các bác bỏ vào. Đấy, rất ok. Đây em sẽ test bác con này. Con này dí nhẹ cái sập luôn này. Đấy, thấy không? Rất nhạy nhá. Đây. Test lại bác phát nữa này. Đấy, dí nhẹ cái là sập luôn nhá. Dí nhẹ cái sập luôn này. Đấy, rất nhạy luôn. Đó, nhạy lắm. Nói chung là chuột chỉ có chạm nhẹ vào cái phần miệng này này. Đấy, chạm nhẹ vào phần miệng cái là sập ngay nhá. Đấy, mà đây cái này em lấy tờ giấy rất là nhẹ, nhưng còn chuột chân chuột là vào nó rất là nặng luôn, là vào cái là sập ngay. 15k nhá. Đấy, 15.000 một cái bẫy chuột nhà. Còn các bác lấy 10 chiếc, đấy 10 chiếc là 150.000, bao ship cho bác luôn. Còn lấy lẻ một cái là 15k. Rồi, một cái sản phẩm rất là hay ho này mà lâu lâu quay cho bác này, đó là cái bộ kẹp nóng nhá. Các bác cứ lên mã cho em xem cái bộ dụng cụ kẹp gấp nóng nhà bếp này, em báo giá luôn. Bộ này bên em gửi bác giá rất bình dân thôi, 40.000 các bác sở hữu cho em bộ này luôn. Đấy, 40.000 một bộ nhá. Bộ này về những cái đồ ăn thức uống nhà mình, đấy, đặc biệt là những cái món mà các bác hấp cách thủy ấy. Đấy, mà các bác để cả những cái bát, những cái đĩa ở bên trong lò vi sóng này, hoặc là ở trong những cái nồi hấp này nó rất là nóng. Đấy, thì các bác mua trong cái bộ này về để các bác sử dụng nhá, rất là hay luôn. Đây, nó sẽ gồm có là một cái kẹp như này. Đấy, một cái kẹp này thì các bác có một cái đĩa thức ăn này này, các bác muốn kẹp vào. Đấy, thì các bác kẹp vào. Đấy, và các bác nhấc nó lên nhá. Đấy, các bác nhấc nó lên này rất ok luôn. Đấy, rồi là một cái kẹp tay nữa. Đấy, ví dụ các bác có những cái đĩa đồ ăn, bát đồ ăn, các bác kẹp nó vào, các bác nhấc nó ra, nhấc nó ra khỏi những cái xoong mà hiện tại đang rất là nóng. Bình thường là các bác không thể dùng tay, các bác cho tay vào các bác cầm trực tiếp được, thì các bác mua cho em cái bộ này về. Đấy, rất tiện dụng luôn nhá. Đây một bộ đây, nó rất nhiều chi tiết luôn, cả đây này, đây là cả cái miếng lót tay này, cái này là cái miếng lót tay nhá. Đó, đây em lấy cho bác coi cái miếng lót tay. Cái này là ví dụ những cái xoong nóng thì bây giờ các bác lấy cái này. Đấy, để các bác kẹp nó vào để các bác lót tay nha. Đây, kẹp nó vào đây. Đấy, cho vào hai cái ngón tay các bác kẹp này. Đấy, kẹp nó vào để các bác bắt những cái đồ xoong nóng ra, hoặc là ví dụ như các bác luộc trứng, con này cũng rất hay luộc trứng các thứ này. Các bác lấy cái này, các bác cặp luôn cái quả trứng và các bác cầm trứng ra luôn cũng được luôn. Đấy, rất ok. Rồi là ở đây nó còn một cái chi tiết nữa này, cái này gồm 3-4 món cơ. Cái này là cái lót đế, lót nồi. Đấy, ví dụ như nhà các bác mà hay có những cái bàn bếp các thứ này mình, hoặc là những cái chỗ bàn ăn mà nó hay mặt kính, bình thường các bác để những cái nồi lên là rất hay dễ bị vỡ. Đấy, thì các bác giả cho cái này lên. Ở đây nó có những cái gai silicone chống trơn trượt này. Đấy, thì đây một bộ này là gồm 4 món này luôn. Đấy, mà giá thì cũng chỉ có 40.000 thôi, sử dụng nhà bếp cực kỳ là ok luôn. Đấy, lên mã em sẽ cái bộ kẹp nóng nhá, bộ kẹp nóng nhá, sử dụng nhà bếp nhá. 40.000 nhá, 40.000 một cái bộ kẹp nóng nhà bếp nhá. Đây các bác cùng xem cái thực tế cái video về sản phẩm này.
Đấy các bạn cùng coi này. Bạn đã có bộ dụng cụ kẹp đồ nóng như này chưa? Nó sẽ là trợ thủ đắc lực trong việc nấu ăn của bạn đấy. Có thể sử dụng loại dụng cụ nào cũng nhấc nó lên được. Giờ đây bạn không còn lo bị bỏng tay khi nấu nướng nữa rồi nhé. Bạn đã có bộ dụng đấy, thực tế về sản phẩm của anh nhìn này. Đấy, bình thường là những cái đĩa ở trong nồi hấp này, quả trứng nó rất là nóng này. Đấy thì các bác sẽ dùng cho em những cái bộ kẹp các thứ này. Các bác gấp nó ra một cách dễ dàng, không cần phải đụng tay vào luôn mà không thấy một tí nóng luôn. Rất là hay nhá. Đó, đấy, bình thường các bác cứ hay về những cái khăn kia các thứ các bác dí vào rất là bất tiện nhá. Đấy thì các bác mua cho bộ này về. Nói chung là dùng nhà bếp bộ này thì quá là hợp lý luôn. Mà giá nó bình dân nó chỉ có 40.000 thôi. Đấy, tội gì các bác không mua sắm một cái bộ đồ bếp sản phẩm thông minh và hữu ích này để mua về dùng gia đình rất là hợp lý rồi. 40k một bộ kẹp gấp nóng nhá. Đấy, 40k một bộ. Sản phẩm tiếp theo là một cái sản phẩm về gia đình cũng rất là hợp lý này. Đấy, lên mã cho em sẽ là cái bộ sạc pin tiểu nhá. Đấy, bộ sạc pin tiểu. Em báo giá luôn, một bộ này thì bên em đang gửi bác giá của nó sẽ là đi 70.000 nhá, 70.000. Đấy, một bộ này sẽ bao gồm là một sạc và 4 viên pin. Đấy, 70k nhá, 70k. Bộ sạc pin tiểu nhá. Đấy, bộ sạc pin tiểu. Là một bộ này là gồm có một cái máy sạc này, đây, một máy sạc, một sạc này là một lúc sạc được là 4 viên pin. À, 4 viên pin. Và nó có thể sạc được hai loại pin, đó là pin 2 chữ A và pin 3 chữ A nhá các bác nhá. Đấy, những cái pin phổ thông các bác dùng để điều khiển các thứ này. Dùng cho điều khiển ô tô đồ chơi thứ dùng rất là nhiều những cái hai luôn. Các bác mua cho em cái bộ này về. Thì đây, một bộ nó sẽ như này. Là một bộ sạc và đi kèm là 4 viên pin nhá, 4 viên pin. Đấy, thì một bộ sạc này bên em đang gửi các bác giá sẽ là 70.000 nhá, 70.000. Thì các bác cứ lên mã giúp cho em sẽ là cái bộ sạc pin tiểu nhá. Bộ sạc pin tiểu. Giá của nó sẽ là đi 70.000 các bác nhá, 70.000. Đấy, đấy là đi kèm cả pin rồi. Đấy là pin này của nó sẽ là pin 2 chữ A này, dung lượng là 700 mAh, công suất là 1.2V nhá. Đấy, thì về các bác lắp vào đây là các bác sạc thôi. Một bộ này là 70.000. Ngoài ra thì bên em có bán kèm thêm pin, nếu mà các bác muốn mua thêm pin thì bên em đang bán lẻ một vỉ pin như này, một vỉ pin 2 chữ A như này. 2 chữ A này. Giá của nó sẽ là 30.000 một vỉ nhá, chỉ có 30.000 thôi. Giá nó rất là hạt rẻ bình dân, 30.000. Đấy, 30k một cái vỉ pin mua thêm như này các bác nhá, 30k. Còn nếu mà các bác nhiều bác muốn hỏi là có cái pin nhỏ hơn không? Đó là cái pin 3 chữ A các bác nhá. 3 chữ A thì nó sẽ là pin nhỏ hơn đây. 3 chữ A này. Đấy, A này. 600 mAh. Pin này thì bên em cũng bán đồng giá cùng với pin kia luôn, cũng là 30.000 nhá. Cũng là 30k luôn. Thì các bác cứ lên mã giúp cho em sẽ là mua thêm một vỉ pin 3 chữ A. Đấy thì một vỉ này bên em đang bán cho bác là 30.000. Đây em sẽ so sánh với bác này. So sánh hai là pin này. Đấy, pin này là pin 3 chữ A này, nó sẽ nhỏ hơn. Đấy, còn cái pin 2 chữ A thì nó sẽ là to hơn. Nhiều bác hay gọi là cái pin này là pin trung này, còn cái pin này là pin tiểu này, cực tiểu này. Đấy thì đây thì em bên em hay phân biệt là bằng chữ nhá. Đấy, là cái loại một loại là nhỏ nhỏ nhất đấy là bên em đang bán là 3 chữ A này này. Đấy, 3 chữ A này của nó sẽ là đây này, 3 chữ A là nhỏ nhất này, còn cái loại vừa vừa thì là 2 chữ A, đây 2 chữ A này. Đó, 2 chữ A nhá. Đấy thì nó sẽ là to vừa. Thì bán đồng giá cho bác là 30.000 một vỉ nha. Là cứ mua thêm là 30.000 một vỉ, còn bên em bán một bộ sạc nha là 70.000 nhá. Một bộ sạc là bao gồm là một sạc và 4 viên pin là 70.000. Đấy là cái về cái bộ sạc pin tiểu các bác nhá. Cái này về cứ cắm trực tiếp vào điện 220 cho em là các bác xài thôi. Còn tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng đó là cái em đèn độ đầu 3 bóng này. Cái giá sản phẩm này thì rất là hạt rẻ phải chăng? Em báo giá luôn, lên mã cho em sẽ là cái đèn độ đầu 3 bóng nhá, đèn độ đầu 3 bóng hoặc là đèn B3, đèn D3 cũng được, D3 cũng được. Giá của nó sẽ là 120k một cái con sản phẩm đèn độ đầu 3 bóng nhá, hoặc hay là hai con mã gọi là đèn D3 nhá. Con này thì nó là đèn độ đầu và nó sẽ có 3 bóng nhá, 3 bóng. Hàng mới keng nguyên hộp luôn. Đây. Lấy cái bát coi này. Đấy. Sản phẩm này sẽ gồm có là một thân đèn nhá, một thân đèn. Đấy, một thân đèn này. Đấy, thân đèn thiết kế rất chắc chắn luôn. Đó. Đây là cụm 3 đèn này, cụm 3 đèn. Pha led siêu sáng siêu xa, phần công tắc nút bấm ở đây. Dây đeo thì co giãn 4 chiều. Đấy, đeo rất êm đầu luôn. Đằng sau thì thiết kế nó là cái cụm để các bác để pin cho pin vào đây nhá. Đấy, cụm để pin cho đi pin vào đây. Cái con này thiết kế rất hay này. Bình thường ấy là các bác hay mua những con đèn đầu ấy là thường thường là nó sẽ tập trung hết về đằng trước. Các bác đội thứ nhất là nó rất khó, là nó hay bị nặng ở cái phần đằng trước nên là nó rất là khó sử dụng, mà đôi khi là độ đeo nhiều độ nhiều là rất là mỏi cổ vì nó cứ nặng về trước mà rất là khó chịu. Thì đây con này thiết kế rất hay là đằng trước là đèn, đằng sau thì nó sẽ thiết kế là cụm pin nên là khi mà các bác đội nó rất là cân đối dễ chịu các nhá, đội rất cân đối dễ chịu. Đây nó có cả cái phần miếng ốp và cái phần chán này nên khi có cái đội nó rất là êm, đội rất là thích luôn. Con này thì em bán khá là nhiều này, dùng rất là thích, nhiều bác phản hồi dùng cực kỳ ok. Đó
Và cái hai của sản phẩm này thì nó sẽ sử dụng cái pin là pin rời nhá, pin là pin rời và pin sẽ là pin 18650 nhá. Đây. Nó sử dụng hai viên pin 18650 và pin nó sẽ là pin rời. Cái pin rời cái hay của cái sử dụng pin rời này là ví dụ như là các bác có hỏng pin mà sau này các bác muốn thay là nó rất là dễ dàng thay. Đấy, vậy hiện tại bên em đang bán lẻ một cái viên pin này là 20k một viên nhá. Nếu mà các bác có nhu cầu mua thêm pin dự phòng thì các bác cứ lên mã giúp cho em sẽ là pin 18650. Đấy thì hiện tại bên em đang bán lẻ một viên như này là 20.000 thì các bác có thể mua thêm để về các bác mua sơ cứu làm pin sơ cứu pin dự phòng cho cái đèn này. Đấy, còn hiện tại thì ở trong đèn đã có sẵn pin rồi nhá. Thì đây nó sẽ sử dụng hai viên pin này thì các bác mở cái nắp ra, lắp cho em đúng cực vào nhá. Đấy, lắp đúng cực này. Đấy, cộng và trừ và trừ. Đó, lắp cho em đúng cực vào. Đấy, sau đó là các bác bật đèn lên và sử dụng thôi. Và đi kèm thì sẽ có pin rồi thì sẽ có kèm luôn cho bác là cả một cái cục sạc như này nhá. Về các bác cái đầu này các bác cắm trực tiếp vào điện 220 cho em. Đấy, sau đó là cái phần này các bác cắm vào đây và các bác sạc pin cho cái đèn này có thế thôi. Đấy, đây khi mà cắm vào nó sẽ báo đèn, hiện tại là đang là đầy nhá, đèn xanh là đang đầy. Và các bác cắm vào thì nó đang sạc, thì nếu mà chưa đầy nó sẽ báo đèn đỏ nhá. Đấy, đi kèm có cả cục sạc rất cẩn thận chú đáo luôn, cục sạc rời bên ngoài luôn đó nhá. Có thì ở đây em sẽ bật đèn test các bác coi này. Đấy, chế độ nhất này. Đấy, một bóng nhá, chế độ thứ hai là hai bóng hai bên này. Đấy, chế độ thứ ba là ba bóng luôn này, rất sáng luôn. Nếu bật ba bóng thì cực kỳ sáng mà cái tầm chiếu của nó rất là xa nhá. Đấy, còn có cả chế độ nháy cảnh báo SOS này. Đấy, nháy cảnh báo SOS nhá. Một này, một đèn này, hai này, đó, hai đèn, ba đèn này. Đấy, có thấy không, sáng kinh khủng khiếp luôn đó. Đấy, rồi là nháy cảnh báo SOS nhá. Rồi rất đa chức năng và cực kỳ là hay luôn. Về cái mã hàng này thì các bác cứ lên mã giúp cho em sẽ là cái đèn đội đầu ba bóng nhá, hoặc là đèn D3 đều được. Giá của sản phẩm hiện tại bên em đang gửi bác là đầy đủ, bao gồm là cả đèn, cả pin, cả sạc, là full combo một cái bộ nhài mới nguyên hộp thì sẽ là 120.000 nhá, 120.000. Còn nếu mà các muốn mua thêm pin để làm pin sơ cua, pin dự phòng cho cái đèn này thì hiện tại bên em đang bán lẻ một viên pin 18650 nha, với mức giá là 20k một viên nhá, thì các bác có thể mua thêm. Còn sẵn trong đèn thì đã có pin rồi. Đấy, đây em quảng cáo luôn thôi. Đó, thì đèn đầu ba bóng nhá là 120k. Đấy, rất nhiều chế độ sáng khác nhau và cực kỳ sáng. Và cái hay của sản phẩm mới thiết kế thông minh này, rồi là nó đặc biệt là nó dùng pin rời nên là ví dụ mình có thay thế pin nó rất là dễ dàng thay thế nhá, sửa chữa cũng dễ dàng luôn. 120k một sản phẩm nhá. Tiếp theo thì lên luôn cho bác cái mã hàng cũng mới về, đó là cái cuộn thiết hàn, thì em sẽ quay cập nhật cho bác luôn. Đó là đợt đấy em về cái cuộn này thì cuộn này trọng lượng của nó sẽ là 100g nhá. Bữa trước thì nhiều bác cứ hỏi là một cuộn này thì được bao nhiêu gam với các thứ, giờ thì trước là bán cái cuộn kia thì giá nó rẻ hơn. Đấy, nó dạng cuộn chắc nó khoảng tầm 30g thôi. Nhưng đợt này em nhập cái lô này nó được 100g và giá nó rất là ưu đãi. Giá hiện tại em đang bán một cái cuộn thiếc 100g này, giá sẽ là 30.000 một cuộn nhá. Giá này em bao giá thị trường luôn. Đấy, cam kết các bác bao giá thị trường, không chỗ nào bán rẻ hơn nhà em luôn, thật luôn. Có chỗ người đang bán một cái cuộn 100g này khoảng tầm 5-70.000 cuộn luôn. Đấy, bên em bán với bác chỉ có 30.000 một cuộn thôi. Đấy, coi như là bán lãi tình cảm với bác luôn nhá. Giá rất hạt rẻ, hợp lý luôn. Lên mã giúp em sẽ là cái cuộn thiếc hàn 100g nhá. 30.000 một cuộn 100g này, cầm nặng trịch luôn. Đấy, chuẩn 100g luôn nhá. Đấy, 30k một cuộn thiếc hàn 100g. Tiếp theo thì em lên cho bác luôn, đó là cái mã vòi đồng tưới cây. Đấy, hôm bữa về hàng mà cũng quên hôm qua bác luôn này. Đấy, lên mã thì em sẽ cái vòi đồng tưới cây nhá. Đấy, về các bác lắp vào cái có sẵn cái dây nước thì mình về các bác lắp vào các bác xài thôi. Ở cái phần toàn bộ thân của nó là thân đồng nhá. Đấy, và cái phần đầu này thì nó sẽ có chỉnh các chế độ này: phun xa, phun gần, phun mạnh, phun nhẹ này, phun xương này, phun hạt to hạt nhỏ. Thì các bác xoay cái phần vòng đầu này. Đấy, các bác chỉnh cái phần vòng đầu nha, rất ok, rất là dễ xài luôn. Và đi kèm thì bên em sẽ có gửi kèm cho bác luôn cho bác là một cái đai siết, để về là các bác bắt cái ống nước vào để dùng cái đai siết này, các bác siết vào thế là xong. Đó, thì một bộ là bao gồm là cả vòi cả đai siết này là 40.000 một bộ nhá. Đấy, giá rất hạt rẻ mà dùng rất hay luôn. Lên mã giúp cho em sẽ là vòi đồng tưới cây nhá, toàn bộ là cái phần đầu, phần thân vòi nó toàn bộ đồng luôn, các bác dùng rất là bền. Đó, cái phần đầu vòi có chỉnh được các chế độ nước khác nhau nhá. 40k một bộ sản phẩm vòi đồng tưới cây nhá. Cứ lên mã cho em sẽ là cái vòi đồng tưới cây. Bên em đang gửi bác một cái vòi đồng tưới cây này là 40k một cái. Đấy, 40k một cái vòi đồng tưới cây nha. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác mang hàng, đó là cái bộ ví bấm móng tay, ví hồng này. Đấy, nhiều bác cứ hỏi là nhà em có bộ ví xanh với lại nọ kia không, thì em nói luôn là nhà em không bán bộ ví xanh nhá. Nhà em chỉ có duy nhất là cái bộ ví hồng này thôi. Đấy, và em thấy là chất lượng của nó là không khác gì cái bộ ví xanh luôn, mà thậm chí là giá nó còn tốt hơn. Giá thường thường những cái bộ ví xanh các bác đang mua khoảng tầm
70-80 nghìn một bộ luôn, nhưng bộ này thì giá rất hạt rẻ, nó chỉ có là đi 60 ngàn thôi. Đấy, bên em đang gửi bác giá một bộ ví hồng này là 60 ngàn, là đầy đủ phụ kiện này, bấm móng tay này, rồi là lấy dây ta này, rồi là có phần nặn mụn này, kìm cắt lấy da chết này. Đây nguyên các bác mua là đã sở hữu được là 3 cái bộ bấm móng tay rồi này. Đấy, rồi là những cái phụ kiện đi kèm cũng như là nhíp này, rồi là kìm cắt lấy da chết nặn mụn này. Bên này thì sẽ có là kìm kéo các thứ này, nó đầy đủ cho bác luôn, là một bộ này là về các bác xài cho cả gia đình nhà mình luôn, đặc biệt là cho chị em phụ nữ này, các bác hay làm móng làm nail ấy. Đấy, thì các bác xài bộ này xem rất hợp lý luôn, đựng trong một chiếc ví hồng rất đẹp luôn nhá. Đó, giá thì bình dân là rẻ, nói chung là giá rất là tốt mà sản phẩm dùng ok, 60k một bộ nhá. Các bác lên mã như sẽ là cái bộ ví hồng nhá, cái bộ ví hồng bấm bông tay ví hồng nhá, 60k bộ thôi, chỉ có 60 ngàn. Đấy, nói chung là không có ví xanh ví chiếc ở đâu. Đấy, nhà em chỉ có duy nhất một mã là bộ ví hồng nhá, là 60 ngàn. Nói chung là em thấy sản phẩm nó ok mà giá hợp lý thì em lấy về bán cho bác cái mã này. Đấy, vì cái mã này là giá nó tốt này, mà sản phẩm cũng ok này, chứ bình thường là các bác mua những cái bộ kia nó không có giá 60 nghìn đâu, ít ở khoảng tầm 80-90 nghìn bộ luôn. Đấy, bên em đang gửi bác một cái bộ ví hồng cũng đầy đủ phụ kiện y nguyên những cái bộ kia mà giá thì rẻ hơn, nó chỉ có 60 ngàn bộ nhá. Lên mã em sẽ được bộ ví hồng 60k một bộ nhá, 60k bộ. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng, đó là cái lọ gia vị đen. Lên mã em sẽ cái lọ gia vị đen, cái lọ này về để chuyên các bác đựng gia vị nhá, mắm muối mì chính cái thứ vào đây rất hợp lý này. Đấy, giá thì em báo giá luôn, bên em đang gửi bác một cái bộ lọ gia vị đen nha, lọ gia vị đen. Đấy, lọ gia vị đen nhá, giá của nó sẽ là đi 15k nhá, 15k một lọ thôi, chỉ có 15 ngàn một cái lọ gia vị đen này, giá rất hạt rẻ bình dân. Đây lấy cho bác coi này, đó. À, thiết kế thì phần thân này của nó sẽ là bằng thủy tinh nhá, nên là các bác dùng rất yên tâm, an toàn sức khỏe. Bên trên này thì là nhựa. Đó, thì đây, về đây các bác mở nắp ra này. Đó, mở nắp ra, sau đó các bác lấy ra cái thìa ra. Đấy, xoáy chặt cái nắp này vào, các bác cho gia vị ở đây nhá. Đấy, cho gia vị đây, và các bác lấy cái thìa cắm ở đây cho. Đó, cắm ở đây. Đấy, và bắt đầu các bác cho là các bác dùng thì các bác đậy nó vào. À, không dùng các bác đậy nó vào, lúc nào dùng thì các bác lấy nó ra. Đấy, ở đây nó có sẵn cái thìa, các bác lấy cái thìa xúc cho em. Đấy, đong cho em ví dụ như là vài ba thìa nước mắm mì chính cái thứ này. Đấy, bột canh các bác lấy ra. Đấy, cha vào. Đó, lúc nào dùng xong các bác đậy vào. Bình thường là các bác những cái lọ bình thường là các bác cứ hãy với tay vào, các bác lấy những cái thìa ra rất là khó chịu đây. Con này thiết kế là cái thìa nó sẽ dính luôn đây rồi. Đấy, để các bác lấy ra. Đấy, lấy thìa ra, hất nó vào. Đấy, lúc nào dùng xong lại đậy nó vào cái, thế là xong, rất ok luôn. Toàn bộ phần thân này là thủy tinh, dùng rất là ok luôn. Bên trên thì là nhựa ABS cao cấp nhá. Đó, lên mã giúp em xem cái lọ gia vị nhá. Bên em đang gửi vào một cái lọ gia vị này, đựng gia vị nhà bếp này, là 15k một lọ nhá. Của Hacker thì cái hãng này rất là nổi tiếng và các bác chắc là nhiều bác biết về cái sản phẩm này. Đó, máy đổ muỗi Hacker nhá. À, giá của nó sẽ là 60k một cái bộ máy này. Đấy, một bộ máy thì sẽ gồm có là một thân máy và đi kèm thì sẽ có cho bác là một cái lọ tinh dầu. Đấy, một cái lọ tinh dầu để các bác xông để đuổi muỗi nhá. Cái này thì nó không diệt được muỗi đâu ạ, nó chỉ có đuổi muỗi đi, nó tránh xa cái khu vực mà các bác sử dụng cái máy này. Khi mà các bác cắm vào thì muỗi nó thấy cái này thì nó sẽ tránh xa. Đấy, nó sẽ bay xa đi nhá. Nói chung là khi mà nó có cái mùi này thì nó sẽ sợ, nó sẽ bay đi nhá, nó không bén bảng quanh khu vực nữa. Nói chung là các bác cắm vào trong phòng hoặc là các bác sử dụng trong phòng các thứ rồi. Đấy, phòng ngủ này, phòng khách các thứ là ok. Đấy, nói chung thì máy thì cực kỳ dễ sử dụng thôi. Đấy, thì bộ sản phẩm máy thì sẽ bao gồm là một thân máy và đi kèm cho các bác là một lọ tinh dầu như này. Đấy, với mức giá sẽ là 60k nhá. Với mức giá sẽ là 60k thì các bác cứ lên mã cho em sẽ là cái máy đuổi muỗi của Hacker nhá. Máy đuổi muỗi của Hacker. Đấy, hãng này rất là nổi tiếng rồi. 60k một cái bộ máy đuổi muỗi Hacker nha. Và khi mà nếu mà các bác muốn có nhu cầu mua thêm tinh dầu, đấy thì hiện tại bên em đang bán là cái tinh dầu đuổi muỗi như này, thì bên em đang bán bác là đi 20k một lọ nhá, 20k một lọ nha. Một lọ này là các bác đốt liên tục trong vòng là 480 tiếng nhá. Đấy, rất được lâu luôn. Đấy, 480 tiếng là 20.000 một lọ nhá, 20.000 một lọ. Còn các bác lấy nguyên máy thì một bộ máy là bao gồm một máy một tinh dầu là 60.000 các bác nhá, 60.000. Còn mua thêm tinh dầu là 20k. Thì đây, cái này thì rất là dễ dàng dụng thôi. Về các bác cứ cắm trực tiếp vào nguồn 220. Đấy, thì nó sẽ lên đèn báo. Và các bác gỡ cái này ra. Đấy, gỡ cái này ra này. Đấy, tháo cho em cái nắp nhựa xanh này ra. Đấy, thì ở đây nó có một cái bấc nhá, một cái bấc này. Đấy, nó có sẵn cái bấc này rồi. Các bác xỏ vào đây. Đấy, xỏ vào đây và các bác xoáy cho em vào. Xoáy vào rồi. Đấy, xoáy vào đây và các bác cấp nguồn thì cái bấc này nó sẽ nung nóng, cái bấc này thì cái mức này nó sẽ bốc lên. Và cái
cái mùi nó sẽ bốc lên và con muỗi nó sẽ thấy cái mùi này thì nó sẽ sợ, nó sẽ bay đi chỗ khác nhá. Đấy, cái này nhà em đang dùng rồi. Đấy, các bác cắm ở trong phòng trong nhà rất là hợp lý luôn. Mình bình thường là các bác hay xài những cái dạng hương muỗi các bác đốt ấy, mùi nó cực kỳ khó chịu luôn, nhưng con này nó không có mùi các bạn. Đấy, nó không có mùi. Đấy, nó chỉ có dành riêng cho con muỗi thôi, nên là con người mình các bác cứ sử dụng thoải mái, không vấn đề gì đâu, không ảnh hưởng gì đến con người hay là trẻ em có thứ gì nhá, nên là các bác dùng yên tâm. Nói chung là hàng của hãng, hàng của Hacker này thì rất là nổi tiếng rồi các bạn, đạt rất là nhiều chứng nhận các thứ đầy đủ hết đây này, đó rất ok nhá. 60k các bác nhá, 60k lên mã giúp cho em sẽ là máy đuổi muỗi nhá, là 60k một bộ máy đuổi muỗi. Còn nếu mà các bác muốn mua thêm tinh dầu để về các bác hết thì các bác lại dùng tiếp, thì đang bán các bác cũng lẻ một cái chai tinh dầu đuổi muỗi này với mức giá là 20k một chai nhá. Còn mua nguyên máy không thì là 60k, thì một bộ một hộp này là bao gồm là một máy và một lọ tinh dầu nhá. Thì đây, đấy một bộ máy nó sẽ này, một máy một lọ tinh dầu. Đấy, còn mua thêm tinh dầu là 20k nhá. Đấy, máy đuổi muỗi 60, tinh dầu mua thêm là 20. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác cái mã hàng, đó là cái máy thổi hút bụi này. Bữa trước đang bán thì hết hàng, thì đây hôm nay tiếp tục hàng về nhá, tiếp tục hàng về. Máy thổi hút bụi nhá, cái này thì vừa có thể thổi vừa có thể hút được luôn. Nhưng mà chủ yếu thì dùng cho việc thổi thì nó sẽ ok hơn. Chỉ hút nó chỉ là phụ thôi các bạn, chủ yếu là thổi các bạn, chủ yếu là thổi. Đấy thì về các bác dùng để mình để thổi bụi lá, thổi bụi này, rồi là các bác thổi lá cây cái thứ này. Đấy, rồi là thổi mùn các thứ rất ok luôn. Đây. Một con máy đầy đủ nguyên hộp nha, sách hướng dẫn sử dụng các thứ này, đó, phụ kiện các thứ đi kèm. Thì đây là thân máy nhá. Sản phẩm này thì hàng của Trung Quốc nhá, made in China, nói em nói luôn, hàng của Trung Quốc. Công suất của nó sẽ là 1000W nhá, và cái vòng tua của nó sẽ là 13.000 vòng trên một phút nhá, cực kỳ khỏe luôn. Con này máy chạy khỏe lắm, nó thổi cực kỳ khỏe luôn, chuyên là thổi mà. Đấy, chuyên là thổi. Thì đây là cái phần dây nguồn, sử dụng cho em trực tiếp là cái nguồn 220, đấy, trực tiếp nguồn 220. Đó, đây là phần công tắc bấm này. Đấy, công tắc bấm đây các bác cầm này. Đấy, sau đó là các bác thổi đây, muốn thổi thì các bác lắp cho em cái ống về cái phía đằng trước này này, nó có cái ống trưởng trước để các bác lắp cho em cái này vào. Đó, các bác bấm là các bác thổi có thế thôi. Còn nếu mà các bác muốn hút đấy, các bác muốn hút thì các bác lại chuyển cho em cái ống này về sang bên hông nhá. Đấy, về sang bên hông. Đó, thì cái chỗ hút của nó thì nó sẽ là bên hông nhá. Đấy thì nó sẽ hút vào mà. Đấy thì các bác hút thì hút vào đây, và cái hướng thì nó sẽ đẩy ra đây. Đó thì đi kèm với bác là một cái túi đựng nha. Đấy, một cái túi đựng như kiểu là đựng cái rác thừa các bác hút ấy, thì nó sẽ đẩy ra cái túi này các bác nhá. Đấy thì các bác lắp sẽ đúng nha, trên video các bác nhìn nè. Đó, thì các bác sẽ đổi cái hướng thổi ra đằng này. Đó, còn nếu mà các bác muốn thổi thì các bác lại tháo ra. Đó, sau đó các bác lắp cái đầu này vào và các bác cứ thế là các bác thổi thôi. Rất là dễ dùng, dễ sử dụng nhá. Giá của nó hiện tại em đang gửi bác một cái con máy thổi hút bụi như này với mức giá sẽ là đi 220k. Đấy, thì các bác cứ lên mã giúp cho em sẽ là cái con máy thổi hút bụi nhá. Đấy, máy thổi hút bụi. Thổi hút này, bụi này. Vừa thổi vừa hút nhá, nhưng mà chủ yếu là thổi đó các bạn. Hút thì nó là phụ thôi, chính là thổi nhá. Giá của nó sẽ là 220k. Và bên em sẽ bao ship cho bác tận nhà luôn. Giá rất là rẻ nhá. Đấy, đi bữa trước mà bác nào mà có hỏi nhưng mà chưa mua được thì hôm nay, bác nào mà chưa mua được thì hôm nay tranh thủ chốt đơn nhanh luôn nhá. Máy thổi hút bụi là 220.000 một chiếc. Đó. Chuyên để các bác thổi nhá, chuyên để các bác thổi. Đây em sẽ cắm test bác coi về thực tế máy này, máy chạy khỏe lắm, nó hút nó thổi kinh khủng khiếp luôn. Đây, bấm. Đấy các bác nghe cái tiếng máy này. Đấy có thấy không? Nó nhìn này. Đấy thấy không? Nó thổi kinh khủng khiếp luôn, thổi mạnh lắm các bạn. Dã man mà. Cái vòng tua của nó là 13.000 vòng trên phút cơ mà, nên nó thổi khỏe lắm đây. Thấy không? Thổi khỏe dã man luôn này. Đấy, con này các bác về thổi lá này, thổi bụi này rất là hợp lý luôn. Đó. Anh em công trình công trường này, các bác sử dụng gia đình này, thổi bụi, thổi lá, thổi mùn, thổi gỗ thứ là rất hợp lý luôn. Máy chạy cực kỳ khỏe nhá. Đấy, máy siêu khỏe luôn. Đó, rồi. Lên mã giúp cho em sẽ là cái con máy thổi bụi nhá. Đấy, sử dụng điện 220 các nhá, sử dụng điện 220. Siêu khỏe luôn, chuyên thổi các nhá, chuyên thổi và có thể nó hút bụi. Giá đang gửi bác là 220k một chiếc máy thổi bụi nha. Bao ship cho bác tận nhà luôn.
Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng đó là cái cây chổi lau nhà tam giác nhá. Đấy, lâu lâu quay cho bác cái mã này, và cái mã này lại bây em vẫn đang bán rất là chạy luôn, mà dùng cực kỳ thích luôn các bác, về dùng lau nhà, lau cửa, lau trên trần nhà các thứ này, lau kính, lau hiếc các thứ rất sạch sẽ luôn. Đó. Đó là cái giá của sản phẩm hiện tại em đang gửi bác một cái cây chổi lau nhà tam giác này. Các bác cứ lên mã em sẽ cái cây chổi lau nhà tam giác nhá. Giá sẽ là đi 100k một cây nhá, 100k một cây. Còn nếu các bác muốn mua thêm cái miếng lót dự phòng để về các bác thay thế thì tại em đang bán một cái miếng lót dự phòng nha. Đấy, lên mã em sẽ cái miếng lót tam giác dự phòng. Đấy thì bên em đang bán một cái miếng lót này là 20k một miếng nhá. 20k một cái miếng lót dự phòng. Thì về các bác ví dụ như mỗi lần mà mình có hỏng một cái miếng này nó bẩn rồi các bác muốn giặt để các bác lắp cái miếng khác các bác thay thì các bác mua cho cái miếng này về, thì một miếng này là 20k để các bác có thể mua thêm khi mà mua kèm chổi. Còn chổi hiện tại em đang bán chỉ 100.000 một cây thôi mà lau rất là ngon luôn. Đây sẽ mở ra cho bác coi này. Thì khi mà bên em gửi thì nó sẽ tháo rời ra. Đấy để tiện việc vận chuyển. Còn về thì các bác lắp vào các bác xài thôi. Cái này thì nó dễ dàng lắp công mà. Đấy, cực kỳ dễ lắp đặt và sử dụng luôn. Đó, rất dễ lắp đặt mà lau rất là ngon luôn. Đấy, bán rất là nhiều. Đợt Tết em bán kinh khủng luôn. Đây. Đó, nó sẽ ba khúc như này. Đấy, một khúc giữa này. À, một khúc đầu này, tiếp theo là những khúc inox là khúc giữa này. Đấy, thì các bác xỏ vào ở đây nó có cái gen xoáy này, các bác cho đây các bác xoáy vào cho em. Đấy, cho vào các bác xoáy vào là ok. Đấy, xoáy này, tiếp theo nữa thì là xoáy cho bác em cái đầu chui vào này. Đó, ấn xoáy vào thế là xong. Cái này dễ lắp đặt lắm chị em phụ nữ này. Đấy, rồi là các cháu trẻ là mình cũng có thể lắp thoải mái, và con này sử dụng đa năng, đây có thể xoay gập các hướng các kiểu này. Đấy, và một cái rất là hay, một cái chế độ rất hay là các bác muốn chế độ mà nó vắt ấy, thì muốn tự động vắt các bác không cần phải cho tay có vắt, thì các bác cầm các bác rút cho em, rút này, cầm rút này. Đấy thì khi mà rút thì nó sẽ xoắn vào nhà, có nhìn này nó sẽ xoắn vào nhà này. Đấy thì nó sẽ vắt khô luôn nhá. Đấy và các bác thả ra nó lại về bình thường. Đó, và có lúc nào vắt thì các bác rút cho em này, một tay các bác cầm cái nhựa, một tay có cầm cái phần nối này, các bác cầm rút này. Đấy và các bác lại đẩy ra cái này, rút này. Đấy, các bác đẩy ra cái thế là xong. Sau đó các bác lau nhá, lau cục các hướng các kiểu luôn, nó rất ok, lau nhà, lau cửa, lau kính, lau giá các thứ ok luôn. Đấy, gập gật gù thứ rất là ngon lành luôn nhá. À, quay gật 8 hướng tứ phương luôn. Đó. Giá thì chỉ có 100.000 một cây thôi, dùng rất là hay luôn, 100k nhá. Cây chổi lau nhà tam giác là 100k. Còn nếu các bác mua thêm cái miếng lót nha, thì hiện tại em đang bán lẻ một cái miếng lót mua về thay thế thêm thì là 20k một miếng cũng nhá. Đây các bác cùng xem thực tế về sản phẩm này. Sáng bóng không một hạt bụi thì sao có thể thiếu một cây chổi lau nhà xịn sò mà xịn như cây chổi tam giác lau đa năng 360 độ thế hệ mới này. Vừa lau vết bẩn khô và ướt, vừa linh hoạt xoay 360 độ lau sạch mọi ngóc ngách, đã thế còn phát khô tự động. Này lau không nhanh, nhà không sạch sao được. Với thiết kế đầu lau tam giác tinh tế cùng khớp xoay bốn hướng dễ dàng lau chạm tới các góc sâu nhất mà không cần di chuyển đồ đạc. Cầm lau rất là vừa ý, thích cực kỳ. Chất liệu vải lau nhà các sợi siêu mịn và siêu thấm hút, lau các vết bẩn không để lại vệt nước, không gây sức men gạch, sàn gỗ vân vân. Đặc biệt khi lau mặt kính có tính năng tạo bọt sạch kín xít luôn. Tay cầm kéo dài tới 130cm lau với nhiều vị trí khác nhau từ sàn đến trần nhà một cách dễ dàng. Chế độ phát nước tự động đời mới nhất mà chỉ duy nhất thanh chổi lau tam giác này có. Phát siêu kiệt nước, bảo hành một đổi một nếu có lỗi từ nhà sản xuất. Anh chị em đặt hàng vào phần giỏ hàng. Muốn nhà sạch. Đấy, thực tế về sản phẩm nhá, lau rất là ngon luôn. Các bác có thể lau trên trần nhà này, lau dưới đất này, lau trên tường kính, tường đá hoa này. Đấy, lau mọi vị trí luôn. Đấy, và cái phật cán nó khá là dài nhá. Các bác lau kính sạch kín kít luôn. Đấy, rồi là có cả chế độ tự vắt rất sạch, rất là dễ dàng sử dụng nhá. Đấy, đây. Quay các hướng các kiểu luôn nhá. Đó thấy không? Rất là ngon lành luôn. Đấy, cái này bên em bán rất là nhiều. Mà các bác dùng rất thích luôn đấy. Đó. Rất hợp lý luôn này. Sức men gạch, sàn gỗ vân vân, đặc biệt khi lau mặt kính có tính năng tạo bọt sạch kín mít luôn. Tay cầm kéo dài tới 130cm lau với nhiều vị trí khác nhau từ sàn đến trần nhà một cách dễ dàng. Chế độ phát nước tự động đời mới nhất mà chỉ duy nhất thanh chổi lau tam giác này có. Phát siêu kiệt nước, bảo hành một đổi một nếu có lỗi từ nhà sản xuất. Anh chị em đặt hàng vào phần giỏ hàng. Đấy, thực tế về sản phẩm nhá. Đó, 100k một cái cây chổi tam giác nha, 100k một cây. Còn nếu các bác muốn mua thêm miếng lót thì tại em đang bán một miếng lót này là 20k một miếng nhá. Các bác có thể mua kèm thêm khi mua chổi. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác mấy hàng đó là cái ấm siêu tốc của Hikari, hàng của Nhật này, rất xịn sò luôn này. Em báo giá luôn, hiện tại em đang bán cái ấm siêu tốc của Hikari này với giá sẽ là 320k và sẽ bao ship cho bác tận nhà luôn. Đấy, cái này thì bán cũng rất là nhiều. Sản phẩm này thì có sẽ có công suất là 1500W nhá và sử dụng điện 220. Dung tích của sản phẩm này sẽ là 2.3 lít. Đó, về các bác dùng sử dụng gia đình thì em này rất hợp lý luôn. Đó, chắc chắn, chất lượng, độ bền cao. Đó. Cái này thì anh em dùng con này cái từ cái đợt anh em bán là cách đây chắc khoảng tầm 3 năm rồi và anh em vẫn đang dùng cái con này luôn.
siêu bền. Đấy. Bữa trước là con bác đang vào là có một con anh em cũng đang dùng mà nó bị lỗi. Cái lỗ cái đầu dây anh em đang dùng mà bác ấy thấy bền quá, bác phải mua, bác bảo mua được, kể cả thay dây tôi cũng mua. Đấy, vì cái chất ấm nó rất là bền. Cực kỳ bền luôn đó. Dùng bền bỉ, dùng nồi đồng cô đá lắm, dùng thích cực kỳ. Đó đây, hàng vẫn nguyên siêu này. Đó. Hàng của thương hiệu Hikari nhá các bác nhá. Made in Japan. Đó, made in Japan. Đây có chữ dập chìm luôn trên thân này. Đó, made in Japan này. Tay cầm này, thiết kế này. Có phần công tắc lẫy nhảy tự động nhá, khi mà nước sôi tự động sẽ nhảy nhá. Đây phần mở nắp này các bác mở ra cho em. Đó, ấn vào này, đóng được các bác ấn vào các bác kéo lên nó mở ra tự động mở ra. Nó có phần lẫy nhau nhá, rất hợp lý luôn. Bên trong toàn bộ inox nhá, cực kỳ dày, inox dày đó. Và bên ngoài thì sẽ có một cái lớp nhựa rất dày chống nóng giữ nhiệt cách nhiệt này, để khi mà các bác sử dụng các bác cầm nắm này nó không bị va chạm mà nó cũng đỡ bị bỏng nhá, đỡ bị bỏng này. Đó rất là ok. Đây là phần đáy này. Đây thông số công suất này, Hikari này. Đấy sử dụng điện 220, công suất sẽ là 1500W nhá và dung tích là 2.3L, hàng của thương hiệu Hikari. Đây phần khâu khóa đồng luôn, xịn sò. Đây là phần đế ấm nhá. Đế ấm thì sẽ có là phần đế ấm này, toàn bộ vòng ngoài được bo vùng quanh là kim loại này. Đó đây phần đế ấm bằng khâu đồng luôn nhá. Rồi là dây nguồn to chắc chắn chất lượng, nói chung là con này siêu bền, dùng thì yên tâm về chất lượng. Nồi đồng cú đá đi cho em, giá thì nó cũng rất là rẻ phải chăng thôi, chỉ có 320.000 thôi cô nhá, 320k. Lên mã giúp cho em sẽ là cái ấm siêu tốc nhá, ấm siêu tốc của Hikari đó, 320k và sẽ bao ship cho bác tận nhà luôn, giá rất hạt rẻ mà sản phẩm dùng rất ok, công suất là 1500W nhá, dung tích 2.3L, sử dụng điện 220 nhá, nhớ giúp em là dùng điện 220 nhá có nhá, dùng điện 220, thiết kế là cực kỳ chắc chắn chất lượng, cầm một chiếc ấm nó nặng trịch luôn đó. 320k, hàng của Hikari, made in Japan đó, rất chất lượng luôn. Sau khi thì hôm nay bên shop tiếp tục về cái mã hàng đó là cái nồi cơm Chigo, nồi Phật, một nồi nồi Chigo 1.2L này. Đấy con này thì quá hot hit rồi và bán cực kỳ chạy với shop nhà em luôn. Đó dung tích của cái mã nồi cơm này thì sẽ là 1.2L nhá, sử dụng là điện 220, sử dụng điện 220 rất là ok, nấu cơm cực kỳ ngon, chín thấu rất là ngon luôn. Sản phẩm này thì sẽ là hàng mới nguyên hộp nhá, thì đây em sẽ khui đây, sẽ bóc hàng cho bác coi này. Hàng mới kèm nguyên hộp luôn, rất chắc chắn chất lượng nhá. Về cái này phù hợp cho bác nào mà ở một mình hoặc là ví dụ khoảng tầm 2 người là ok. Đấy 1 đến 2 người thôi nhá. Đấy nó không ăn được nhiều đâu ạ. Vì cái dung tích nó nhỏ, nó chỉ có 1.2L thôi. Nên là nhiều bác cứ bảo là nồi này là nó hơi nhỏ hay như nào, thì em nói luôn là nồi này nó chỉ có 1.2L thôi, nên là các bác phải thông cảm giúp em là nồi lít 2 thì nó phù hợp khoảng tầm 1 cho đến 2 người ăn thôi. Đấy. Nhiều thì là 2 thôi, chứ còn cùng lắm thì là 1 người ăn là hợp lý. Đó, chứ còn nhiều quá là không đủ dung tích đâu, vì cái nồi này nấu cơm là nó chỉ có 1.2L thôi, nó rất là nhỏ ạ. Đấy rất là nhỏ, phù hợp cho ví dụ như là hai ông bà hoặc là những người ở một mình hoặc là ví dụ học sinh sinh viên thì mua con này cho em rất chắc chắn. Nhưng mà bù lại nó nhỏ nhưng mà nó cái công suất của nó là 200W nên nó nấu cơm rất ngon luôn, nấu cơm chín thấu. Cái này em đã test thử thực tế rồi, nấu cơm cực kỳ ngon, cơm chín dẻo đều mà rất là bền các bạn, rất bền. Thì đi kèm sẽ gồm có là một cọng dây nguồn này, môi xới cơm này. Đấy thì thao tác mở rất dễ các bác, mở cho em hai cái nắp ra. Đấy thì mở lên, đây là phần nắp của nó này. Đấy rất chắc chắn luôn nhá. Bên trong này thì sẽ có một cái cốc đong nước các thứ này, giấy bảo hành hướng dẫn sử dụng của sản phẩm này. Đó. Rất ok. Đây là cái phần lòng nồi này. Đấy, lòng nồi thì có chám một lớp chống dính các bác nhá, rất chắc chắn dày dặn luôn. Đó, đây là phần lòng nồi, còn đây là phần bên trong. Hàng này thì của nó thì cái mâm này của nó độ nóng cao và mâm rất là dày, cầm sờ cái mâm nó nặng trịch luôn mà nó dày dã man. Dày này thì khi mà cái lượng nhiệt nó tạo ra nó rất là lớn, và lớn thì cơm nó chín thấu nó ngon nhá. Cái dòng này thì nó là dòng nồi cơ, dòng nút bấm nên là các bác dùng rất là dễ, đặc biệt là người già dùng rất dễ luôn. Bình thường là các bác dùng những cái nồi điện tử ấy, bấm các thứ nó rất là nhằng mất công, thì như đây nó là dòng nút bấm. Chỉ nhớ giúp em là nấu cơm thì nhớ cho em là bấm nút thôi. Đấy còn các bác không bấm nút thì cơm nó sống cũng thế thôi. Đấy nấu cơm thì nhớ cho em là bấm nút nhá. Cấp nguồn vào, cho cơm cho nước vào, sau đó có bấm nút kèm cái là lúc nào cơm chín tự động nó nảy, có thế thôi. Rất là dễ dùng, dễ xài nhá. Và cơm nấu cực kỳ ngon luôn. Riêng dòng này nếu mà cơm nấu không ngon thì em không lấy tiền bác luôn. Về các bác cứ nhận hàng kiểm tra. Đấy các bác cứ test thử cho em, nếu mà nồi mà có vấn đề gì các bác cứ báo nhà bên em hỗ trợ cho bác xử lý với bác nhá. Còn em nói luôn là nồi này của nó là nồi 1.2L nhá, nồi 1.2L thì phù hợp đấy, phù hợp cho 1 đến 2 người ăn nhá. Đấy 1 đến 2 người ăn. Nếu mà ăn khỏe mà ăn nhiều ấy thì cũng không đủ đâu. Ăn khỏe ăn nhiều cũng đủ đâu. Còn ví dụ như ăn vừa hai ông bà hoặc là ở một mình học sinh sinh viên thì ăn là rất là phù hợp, ok. Nồi dung tích 1.2L nhá. Sử dụng điện 220 và công suất là 200W nhá, rất là hợp lý luôn. Giá thì em báo luôn.
lên mã giúp em sẽ là sản phẩm một cái nồi cơm của Chigo nhá, nồi cơm mã sẽ là nồi cơm Chigo. Đấy, hàng nội địa rất xịn sò nha. Giá của nó sẽ là đi 220k nhá, 220k. Đấy, và bên em sẽ bao ship cho bác tận nhà luôn, giá rất hợp lý nhá. Nồi cơm lên mã em sẽ là cái nồi cơm Chigo 1,2 lít nhá, 1,2 lít đó. 220k bao ship cho bác tận nhà. Hàng mới keng nguyên trong hộp luôn nhá. Hàng mới keng nguyên trong hộp luôn, rất là ok, nấu cơm rất là ngon. Đấy, riêng dòng này nấu cơm siêu ngon luôn. Đấy, không ngon không lấy tiền các bác luôn nhá. Rất chắc chắn chất lượng luôn. Cầm một chiếc nồi nặng trịch luôn nhá, thiết kế chắc chắn lắm. Đó, đây. Có tem mã miếc các thứ đầy đủ của hãng rồi nhà xuất nhá. Hàng này của nó là hàng công ty nên là các bác yên tâm, dùng rất chất lượng luôn. Đó, đây. 200W này. Dung tích 1,2 lít này, sử dụng điện 220 này. Đó, xịn sò con bò luôn. Đó. Nồi cơm Chigo nhá, 1 lít 2, giá hiện tại đang gửi bác là 220k một chiếc nồi cơm Chigo này, bao ship tận nhà luôn. Sản phẩm tiếp theo thì lên luôn cho bác mấy hàng đó là cái thùng giấy ăn này, thùng giấy ăn 20 gói nhá, thùng giấy ăn 20 gói. Con này thì bên em bán cực kỳ chạy rồi. Lên mã cho em sẽ là một cái thùng giấy ăn 20 gói này, một thùng giấy ăn nhá, một thùng giấy ăn 20 gói. Các bác sử dụng gia đình này rất là hạt rẻ luôn. Tính ra giá rất hạt rẻ luôn ạ. Giá siêu rẻ luôn và giấy cực kỳ chất lượng luôn nhá. Giấy cực kỳ dai mà nó không bị mùn. Đó thì em báo giá luôn. Bên em đang gửi bác một cái thùng giấy ăn 20 gói như này, 20 gói. 20 gói này, giá của nó sẽ là 150k một thùng nhá, 150k trên một thùng. Đấy, đấy là các bác lấy 20 gói nhá. Còn nếu mà các bác lấy lẻ một gói nhá, lấy lẻ một gói một thì các bác cứ lên mạng em sẽ là một gói giấy ăn. Thì bên em đang bán lẻ một gói này với mức giá sẽ là 10k một gói nhá. Còn nếu mà các bác mua theo thùng thì giá sẽ tốt hơn. Theo thùng thì 20 gói mà giá chỉ có 150.000 thôi. Tính ra nó rất là rẻ và rất là kinh tế. Cái này thì nhà em cũng đang xài mà em bán cho người thân rất nhiều luôn. Và cái đợt Tết em bán kinh khủng khiếp luôn, không biết bán bao thùng luôn. Vì nó dùng nó quá là tiết kiệm mà dùng nó lại rất là hạt rẻ mà rất chất lượng luôn. Đây thì nó sẽ gồm có một gói nhỏ này. Thì một gói nhỏ này thì sẽ có tổng là 460 tờ nhá, 460 tờ. Cái này thì rất là dễ xài đây. Về các bác xé cho cái này ra này. Đó, xé cái này ra nhá. Bắt đầu là các bác lần cho em tờ đầu tiên lên. Đó, giấy thì rất là dai luôn. Đó. Lần cho em cái tờ đầu tiên này. Đấy, bắt đầu các bác rút nhá. Đấy là các bác rút đâu là nó sẽ thò lên đến đấy luôn nhá. Rất là ok luôn. Giấy cực kỳ dai, dùng rất thích luôn nhá. Cái này nó không bị mùn đâu. Các bác xài nó không bị mùn. Bình thường là các bác những cái giấy kia các bác xài lau nó rất hay bị mùn nhá. Đấy, mùn rất khó chịu. Thì con này giấy rất là dai. Các bạn nhìn chất giấy nó này, rất là mịn luôn. Đấy, chất giấy rất là mịn, rất là chất lượng luôn, cực kỳ dai, dùng rất thích luôn nhá. Đấy, bao xài bao dùng bao chất cho bác cái dòng giấy này luôn, dùng rất thích, ok luôn. À, một thùng nhá, một thùng này này, một thùng này đây này, 20 gói này, một thùng tổng là 20 gói này, với mức giá là 150.000 thì các bác cứ lên mã giúp em sẽ là thùng giấy ăn 20 gói nhá. À, 150k một thùng 20 gói. Còn nếu các bác mua lẻ một gói một nha, mua lẻ một gói một như này thì hiện tại em đang bán lẻ một gói như này là 10k một gói nhá. Thì các bác nếu mà dùng nhiều thì theo các bác nên mua cả thùng, vừa tiết kiệm này mà dùng nó được lâu. Đấy, nói chung là quan trọng là cái tính tiết kiệm với tính kinh tế. Đấy, mà sản phẩm dùng nó tốt quá nhá, sản phẩm dùng nó tốt, dùng nó thích quá nhá. Đấy, nói chung là các bác mua quán xá không bao giờ kiếm được cái giấy mà nó ưng ý này đâu, giấy mà nó dai mà nó đẹp như này thì không có đâu ạ. Đấy, còn các bác mua ở quán xá mà thậm chí là cái giá nó cao hơn nhiều, nhưng con này giấy dùng rất thích luôn, vì bản thân em cũng đang dùng rồi, em bán được người thân rất là nhiều và mọi người phản hồi dùng rất thích luôn. Đó, Tết nhất em bán dã man luôn. 20 gói một thùng 150k, còn các bác lấy lẻ một gói là 10k nhá. Lên mã em sẽ cái thùng giấy ăn hoặc là gói giấy ăn nhá. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác mấy hàng đó là cái bộ dao Đức 3 cây nhá. Em báo giá luôn, bộ này chỉ có giá 130.000 một bộ thôi. Đấy, hàng của thương hiệu Willing nhá, hình hai ông người này. Đấy, Willing hai ông người. Hàng của Đức nhá. Lên mã em sẽ cái bộ dao Đức 3 cây nhá. Bộ dao Đức 3 cây này. Bộ dao Đức 3 cây. Đấy, giá sẽ là 130.000 cho một cái bộ dao Đức 3 cây này. Đấy, một set là 3 cây. Đấy, cùng một con chuyên lọc thái, một con chuyên để chặt này, một con chuyên để thái bản to nhá, thái bản to rất hợp lý luôn. Nói chung các bác xài gia đình bộ này cho em rất hợp lý. Đây. Em sẽ bóc cho bác một bộ này full mới, mới keng nguyên hộp luôn này. Đấy, full mới tinh luôn nhá, full mới tinh, hàng mới keng nguyên hộp. Đấy, các bác có thể mua về làm quà biếu tặng cũng rất là chất lượng luôn. Đây, hàng của nó đóng gói rất kỹ nhá. Đấy, một set 3 con hàng của Willing, đóng gói rất kỹ càng luôn. Đấy, rất đẹp nhá, đóng gói từ khâu đóng gói đã thấy nó chất lượng rồi này. Đấy, nó sẽ gồm có là đi một cây này, một cây này thì chuyên để các bác lọc thái này. Đấy, một cây này thì chuyên để bác lọc thái, lưỡi thì cực kỳ sắc bén luôn. Đây, logo Willing dập luôn trên thân dao này. Đấy, con này chuyên lọc thái này, rất hợp lý. Phi lê, lọc thái phi lê.
Con này là một cái con kiểu dạng thái bản to nha, nhiều bác rất thích thái bản to con này. Đấy, vân gỗ lên rất đẹp này, thấy thái bản to, các bác thái thịt bò thiết các thứ là thái bản to, dùng con này cho em rất hợp lý. Đó, rồi tiếp theo thì là một cái cây kiểu dạng chuyên chặt này. Đấy, chuyên chặt, chuyên chặt thôi nhá, chuyên chặt thì các bác dùng nhau con này. Đấy, chuyên chặt nhá thì các bác dùng nhau con này đây. Đó, chặt xương nhặt trước các thứ thì em dùng con này ok. Đấy, logo ghi linh rất chất lượng luôn nha, vân gỗ rất đẹp nhá, tay cầm này được bo inox vùng quanh luôn. Đấy, không lo long chui long cán nhá. Đấy, thì một bộ của nó sẽ gồm có 3 cây này. Một bộ là 3 cây này nhá. Đấy thì em giá hiện tại bây em đang gửi bác một cái bộ dao đức 3 cây này sẽ có giá là 130.000 bộ nhá, chỉ 130.000 bộ thôi, giá siêu hạt rẻ luôn mà sản phẩm dùng rất chất lượng, sắc bén vô cùng luôn. Bộ dao đức 3 cây 130.000 bộ, các bác có thể mua về làm quà, biếu tặng, mua về sử dụng. Đấy, vì hàng của nó nguyên hộp này, rất chất lượng luôn, đẹp luôn cho bác. Đó là cái con máy xay khô, rất nhiều bác hỏi cái mã luôn, thì đây hôm nay tiếp tục hàng về nhá. Và giá thì vẫn như mọi khi, báo giá bác luôn, lên mã em sẽ có con máy xay khô, máy xay hạt nhá, máy xay khô, xay hạt khô này, giá của nó sẽ là 120k một cái sản phẩm nhá. Đấy, chuyên để các bác xay xay hạt này, ví dụ như các bác xay bột quế này, xay bột ớt này, rồi là xay hoa hồi thảo quả, xay đỗ tương này, xay bột gạo này. Đấy, công suất của sản phẩm này sẽ có công suất là 250W nhá, và sử dụng giúp em là điện 220 đó, tần số là 50Hz nhá các bác nhá. Đó, rất chắc chắn luôn, con máy cực kỳ ok mà giá nó rất bình dân, chỉ có 120.000 thôi. Nói chung với sản phẩm này các bác dùng gia đình cho em rất hợp lý này. Đấy, xay hạt đỗ, hạt ngô, hạt gạo này, rồi là xay bột quế, bột ớt này. Đấy, nói chung là các bác chuyên dùng để các bác xay đồ khô nhá. Nhớ cho em là các bác dùng để xay đồ khô chứ xay đồ ướt không xay đâu. Đấy, chuyên dùng để các bác xay đồ khô. Thì đây, sản phẩm là nguyên hộp nhai. Đấy, dây nguồn này, các bác cấp trực tiếp nguồn 220. Đấy, sau đó là các bác cho những cái đồ các bác cần xay vào đây nhá. Lưỡi của nó là hàng 4 lưỡi nhá, nó chém rất khỏe luôn, xay rất nhanh nhá, xay rất nhanh, chém rất khỏe. Cái cối của nó là cối inox nên là khi mà các bác sử dụng rất dễ dàng vệ sinh, không lo bám dính. Đó, đây là cái phần nút công tắc này, các bác bấm vào đây cho em là máy nó chạy, có thấy đâu, bấm vào đây là máy nó chạy, có thấy đâu nhá, cấp nguồn bấm vào đây là máy chạy, rất ok, cực kỳ là dễ sử dụng luôn, mà máy chạy cực kỳ khỏe, xay rất là nhuyễn nhá. Đấy, xay rất nhuyễn đây, cái anh em đang xài này, đây này, bật cho các con. Đấy, đây cái này là em đang xay gạo đó nhá. Đó, con này là nhà em đang xay gạo ạ, đang xay gạo. Đó, đây có nhìn này. Đấy, xay phát bốc khói luôn nhá. Các bác nhìn này. Bột nhuyễn luôn này. Đây là cái này nhà em đang xay bằng bột gạo nhá, bột gạo. Đấy, ví dụ các bác có muốn nấu tí cháo tí bột giờ cho cháu thì mình cũng ok luôn. Cho đây các bác xay thành bột rất ok. Xay rất là ngon đấy các bạn, xay ngon lắm. Đó, đây là xay bột các bác nhá. Xay bột nói chung là chuyên để các bác xay bột khô nhá, xay bột khô, xay hạt này. Đấy, xay hạt, xay bột quế, bột ớt này, hoa hồi thảo quả này, rồi là xay bột đỗ tương nọ nọ kia kia rồi, các thứ là rất tiện dụng luôn, sử dụng gia đình rất hợp lý, chỉ có 120.000 thôi. Các bác cứ lên mã cho em sẽ là con máy xay hạt, máy xay bột khô nhá. Đấy, 120k một cái sản phẩm nha. Nhiều bác bữa trước chưa mua được thì hôm nay có hàng rồi, các bác tranh thủ chốt đơn nhanh luôn nhá, có nhá, chốt đơn nhanh luôn, mua luôn 120k một cái. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng, đó là cái con đài với em. Đấy, đài với em bên em vẫn còn hàng nhá, và cũng rất nhiều bác hỏi cái mã này luôn. Đài với em có đồng hồ nhá, đài với em có đồng hồ. Đó thì các bác cứ lên mã giúp cho em sẽ là sản phẩm là đài FM này. Giá của sản phẩm này thì rất là hợp lý và dễ mua luôn, chỉ có 240.000 một cái thôi. Lên mã em sẽ cái con đài FM và có đồng hồ luôn nhá, có đồng hồ luôn. Giá sẽ là 240k. Đấy, vậy em sẽ bao ship cho bác tận nhà luôn nhá. Giá rất hợp lý. Đấy, có cả đồng hồ rất tiện dụng luôn. Đây, về các bác có thể là bắt đài với em các bác nghe. Đấy, rồi là các bác có thể là bắt với lại kết nối với bluetooth để các bác nghe nhạc qua điện thoại, hoặc là về các bác có thể là cắm vào cổng USB nhá, cắm vào cổng USB để các bác nghe qua USB hoặc là thẻ nhớ đều được nhá. Đây, đấy, tổng quan của con đài đây, có phần tay sách rất đẹp luôn này. Ở đây thì thiết kế là đồng hồ nhá, có đồng hồ này, đây là cái núm volume, đồng thời cũng như là cái nút mà bật tắt luôn đây. Đấy, volume cũng như là bật tắt luôn này. Đấy thì bật tắt các bác bật nút bên tay trái cho em này. Đấy, và tăng giảm to nhỏ là các bác cũng vặn cái núm này cho em luôn. Đấy, và cái núm bên này là cái núm dò kênh nhá, dò kênh. Đấy thì ở đây sẽ có SV kép này, AM, có cả đài AM, có cả đài FM này. Rồi các bác gạt về cái đằng cùng này, ngoài cùng thì là MP3, là các bác kết nối với lại bluetooth nhá. Đấy, còn nếu mà các bác bắt FM thì các bác cứ để cho em cái chút độ FM này. Đấy, bật lên cho em. Đấy, sau đó các bác dò kênh này. Đấy, các bác cho cái anten này lên cho nó dò cho nó khỏe này. Đấy, cho nó có cái anten này luôn nhá.
Đấy, để các bác dò cho khỏe này. Đấy, con này thì các bác cứ dò cho em từ từ thôi nhá. Trên các cơ quan liên quan và các địa phương tổ chức khảo sát, xác định tiêu chí và thống kê số liệu làm cơ sở để nghiên cứu chiếc cầu thăng long Sơn Phong 1976 đến 1979. Sáng nay 11 tháng 3, một lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố cho biết Sở đang tham mưu cho thành phố. Nghe rất hay nhá. Đấy, nghe cực kỳ là ấm luôn. Đấy, các bác đặc biệt là các bác người già đấy, rất thích nghe đấy, em thì mua này cho em rất hợp lý. 2025 trước mắt thành phố Hồ Chí Minh sẽ xin phép được tuyển sinh lớp 6 cho đấy, cái núm này là cái núm tăng giảm âm lượng, đồng thời là cái núm bật tắt luôn nhá. Đấy, đây để dự tính ổn định vì mùa tuyển sinh đầu cấp đã cận kề. Tiếp theo thành phố cũng sẽ tính toán đến phương án lâu dài. Cái con sản phẩm này thì nó sử dụng cái pin của nó sẽ là cái pin 18650 nhá, pin 18650. Cái pin này thì nó rất hay là các bác có thể là sạc tích điện được nhá. Khi mà hết pin thì các bác đây đi trong thì sẽ có kèm một cái dây cáp sạc nha. Thì các bác cắm vô đây. Đó, cắm vô cái nguồn của nó, cái nguồn của nó, nguồn vào của nó sẽ là cái nguồn DC 5V nhá. Về các bác có cái cục sạc điện thoại ấy, các bác cắm vào đây là các bác cắm sạc cho cái đài này vô tư luôn. Có cái cổng USB này để các bác cắm nghe nhạc này, thẻ nhớ này, AUX tai nghe, và đây là cái nút bật tắt đồng hồ nhá. Các bác muốn bật tắt đồng hồ thì các bác bật cho em cái nút này. Đấy, on off này. Hiện tại đang để off thì các bác bật về on cho em này. Đấy, clock tức là đồng hồ nhá. Đấy, đồng hồ. Đấy, thì các bác bật lên đồng hồ sẽ chạy này. Đấy, đồng hồ chạy này. Đó, và đằng sau thì là cái nút để các bác chỉnh giờ nhá. Đấy, thì các bác chỉnh giờ thì các bác chỉnh bằng cái nút đằng sau cho em. Đấy, ví dụ bây giờ đang là 9 giờ chẳng hạn này. Đó, thì các bác xoay cho em về 9 giờ hoặc là các bác ví dụ này, chỉnh 13 giờ chẳng hạn này. Đó, chỉnh 13 giờ ngon này luôn nhá. Đấy là cứ thế là đồng hồ chạy thôi. Rất là hợp lý luôn, có cả đồng hồ theo dõi thời gian cũng như là đài FM. Khu vực huyện Con Plong là động đất luôn. Nguyên nhân dẫn đến tình trạng này là do hoạt động của các hồ chứa thủy điện. Sẽ được chuyển sang phần tin vắn quốc tế. Theo Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm công bố ngày 10 tháng 3, Nga đã tụt xuống vị trí thứ 3 sau Mỹ và Pháp. Đó, Nga đã tụt xuống vị trí thứ 3 sau Mỹ và Pháp nhá. Rất là hợp lý luôn. Đấy, các bác nghe đài thời sự nghe nhạc nhẹ nhẽo ok. Đấy, và cái pin này rất là hay là nó có thể là sạc được không nhá, có thể sạc được luôn đó. Và khi nào mà hết pin thì các bác lại là mang cái dây sạc này ra, các bác cắm với lại cái cục sạc điện thoại này mình, các bác cắm vào đây để các bác sạc, và lúc nào đầy pin thì các bác lại mang ra các bác dùng, có thế thôi, dùng hết pin thì sạc. Còn nếu mà các bác trong trường hợp mà các bác sạc mà nó chưa có pin dùng thì mình có thể là mua thêm hai cái viên pin to này các bác lắp vô đây để các bác sử dụng nhá. Còn bên em bán là nó chỉ có kèm viên pin nhỏ này thôi chứ còn không có pin to đâu. Pin to là về các bác tự mua tự lắp nhá. Đấy, đài nó chỉ nguyên bản là một đài và đi kèm là có pin với cả với cọng cáp sạc này. Đấy, thì giá sẽ là 240.000 nhá, là cái đài này là nó có cả đồng hồ các thứ luôn, rất là xịn luôn, rất là xịn, rất là hay. Đó, có cả đồng hồ, cả đài FM nghe rất là to rõ ràng luôn nhá. Đấy, nghe rất là to rõ ràng luôn này. Đó rồi đấy, thực tế về sản phẩm đài FM bên em đang gửi bác nhá, 240k rất đẹp luôn, về các bác dùng nghe nhạc nghe đài hợp lý luôn nhá. 240k một chiếc đài FM nha, bao ship cho bác tận nhà luôn. Đó, lên mã cho em sẽ là đài FM có đồng hồ. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng, đó là cái bộ mũi khoan tháp đỏ này. Đấy, bộ mũi khoan tháp đỏ nhá. Một bộ này sẽ gồm có là 6 mũi nhá, 6 mũi. Bộ này nó sẽ gồm có là 3 mũi nhá, 3 mũi khoan 6 mũi nhá, tổng là 6 mũi thì nó sẽ gồm có là 3 bộ mũi khoan tháp này. Đấy, kích cỡ là khoan tháp thì các bác khoan cho em kích cỡ là nhỏ nhất là 4 và lớn nhất thì sẽ được là 32. Đấy, thì nó sẽ gồm có là 3 bộ mũi khoan tháp và 3 bộ mũi khoan kiểu dạng khoan zig zag các bác nhá, khoan zig zag, khoan ba cái mũi khoan này thì nó là cái mũi khoan zig zag để các bác ví dụ các bác khoan đục tạo lỗ thứ này. Đấy, tạo lỗ tạo khuôn thì các bác dùng cái con cho em cái mũi khoan zig zag này. Còn ba cái mũi khoan tháp để các bác khoan những cái dạng lỗ tròn để các bác ví dụ như các bác ướm vào mình khoan kỹ thuật như thế. Đấy, thì nói chung là bộ này rất là đa năng mà khoan cực kỳ là sắc luôn. Nó là dòng thép gió nhá, phủ một lớp titan. Đấy, nên là khi mà các bác khoan rất sắc bén. Đó, đây. Kích thước tối đa nó sẽ là 32 và nhỏ nhất sẽ là 4 và sẽ có là 3 mũi khoan tháp, 3 mũi khoan zig zag kiểu dạng khoan khoét các thứ nhá, kiểu dạng khoan khoét đấy. Đó, rồi. Một bộ này là 6 mũi này, lên mã cho em sẽ là cái bộ mũi khoan tháp đỏ nhá. Đấy, bộ mũi khoan tháp đỏ, hộp vì hộp của nó màu đỏ em lên luôn mã sẽ là cái bộ mũi khoan tháp đỏ nhá. Bộ mũi khoan tháp đỏ này thì mũi khoan tháp đỏ này. Đấy, mũi khoan tháp đỏ giá 6 mũi nhá, 6 mũi. Giá một bộ này chỉ có 110.000 bộ thôi, 110k bộ, giá rất hạt rẻ bình dân luôn. Đấy, về các bác sử dụng khoan đa năng, khoan sắt rồi đồ khoan thép, khoan gỗ, khoan nhựa thứ trăm, khoan trần thạch cao thứ, khoan đầy đủ các chất loại vật liệu luôn. Nói chung là ok.
giá bình dân mà sản phẩm dùng ok, anh em thợ thuyền này các bác dùng gia đình cho em rất hợp lý. 110.000 bộ thôi các bác nhé, 110k bộ này rất đẹp luôn, chắc chắn chất lượng. Bộ mũi khoan tháp đỏ nhá, 6 mũi 110k, 3 mũi khoan tháp và 3 mũi khoan zig zag, khoan lỗ các bác nhá, khoan lỗ đây. Các bác cùng xem thực tế video về sản phẩm này, khoan rất là ngọt ngào luôn. Đây các bác cùng xem này. Các bác có thể khoan đủ kích thước khác nhau trên mọi vật liệu với bộ mũi khoan này. Đây là cái bộ mũi khoan tháp đa năng sẽ bao gồm 6 mũi khoan như thế này. Mũi khoan hình tháp sẽ giúp các bác khoan được các lỗ từ 4 cho đến 32 ly. Mũi khoan hình zig zag sẽ có thể khoan ngang, khoan bất cứ hình dạng nào các bác muốn luôn. Được làm bằng thép hợp kim nên các bác có thể yên tâm về độ cứng và bền mà các bác thay như mua hộ nha. Đấy, thực tế về sản phẩm nhé, khoan rất là ngọt ngào nhá. Đấy, ngoài khoan tháp, khoan lỗ tròn này mình có thể là khoan zigzag. Khoan hình tháp sẽ giúp các bác khoan được các lỗ từ 4 cho đến 32 ly. Mũi khoan hình zigzag sẽ có thể khoan ngang, khoan bất cứ hình dạng nào các bác muốn luôn. Được làm bằng thép hợp kim nên các bác có thể yên tâm về độ cứng và bền mà các bác thay như mua hộ nhá. Đấy, thực tế về sản phẩm nhá. Rồi, lên mã anh em sẽ là cái bộ mũi khoan tháp đỏ 6 mũi nhá. 110k bộ này. Sản phẩm cái mã hàng tiếp theo thì đó là cái mã hàng thùng đồ nghề này. Đấy, bác nào đang đi làm nghề làm nghiếc hoặc ở gia đình nhà mình được, các bác mua về mình dùng để đựng đồ nghề. Cả lê clip các thứ ốc vít là rất là tiện dụng luôn nha. Đây, lên luôn cho bác cái mã hàng thùng đồ nghề của Kirito nhá, cực kỳ xịn sò luôn. Cái hàng của Nhật rất chất lượng luôn. Đây, nó sẽ là nguyên thùng nha. Rất chắc chắn nha, đóng gói rất kỹ. Đây, nó lấy cho bác con. Đó, một chiếc thùng đồ nghề nhá, các bác về dùng để đựng đồ nghề. Quá tuyệt vời luôn, con này hàng 3 tầng. Dùng cực kỳ chắc chắn luôn. Bán cực kỳ nhiều con này. Giá bình dân chỉ có hơn 400.000 một chiếc thùng đồ nghề này thôi. Đấy, đây. Có phần quai sách qua đeo này. Đấy, các bác có thể sách mang đi mang lại rất tiện dụng luôn. Anh em công trình công trường đựng đồ nghề hoặc các bác sử dụng thợ thuyền, anh em ở nhà dùng ok luôn. Hàng này thì của thương hiệu Kirito nhá. Đây Kirito này. Đấy, chữ dập nổi lên trên thân này. Đấy. Cái phần sơn của nó làm nước sơn rất đẹp luôn, nước sơn rất đẹp nhá, chất lượng nhá. Đó, nước sơn làm rất cẩn thận. Hai màu chủ đạo là màu cam và màu xám này. Phần bên hông thì được gia cố này, toàn bộ bằng nẹp thép dày, rất dày luôn nhá. Đấy, nên là rất chắc chắn nhá. Đây em sẽ mở ra các bác coi, cái con này mà khi mà mở ra nó rất là to luôn. Mở ra to lắm. Chiều dài kích thước của nó thì chiều dài của nó sẽ là vào là 42 nhá, chiều rộng 20 và chiều cao là 20 các bạn. 42 x 20 x 20. Em mở ra bác coi. Đấy, mình mở ra rất to luôn này, đúng như là cái cánh máy bay luôn, rất là to. Thì nó trên này sẽ có những ngăn nhỏ này để các bác đựng những cái đồ nhỏ vào đây. Còn dưới này thì là một cái ngăn to, ví dụ như cái con máy khoan máy kiếc thì các bác đựng ngăn dưới, còn những cái bên trên thì các bác chia ra mình đựng cà lê, mỏ lết, kìm kéo, ốc vít viêu các thứ rồi. Thì các bác chia ngăn ra thì khi mà các bác dùng cũng rất là tiện, mình dễ tìm đồ nhá. Vào nào mà khi mà dùng xong thì các bác lại dập nó vào nha. Đấy, rất nhỏ gọn luôn. Và đây nó có một cái lỗ này. Trên cửa nắp này nó có một cái lỗ này, nhìn thấy có lỗ chưa? Đấy, cái lỗ này. Để khi mà ví dụ như là trong trường hợp mà mình ấy thì mình mua cái khóa có móc rồi chưa? Là rất an toàn luôn, không lo nó bị mất trộm vào nhà các nhá. Nó rất chắc chắn. Con này cái độ nặng của nó về rơi được tầm 4 cân rưỡi 5 cân luôn, rất nặng nhá, cầm chắc lắm, cầm chắc nịch luôn. Đó đây, thiết kế rất chắc chắn nhá. Thiết kế rất chắc chắn luôn. Đó, tôn dày, dạng tôn lá thép tôn dày nhá. Kích thước 42 x 30. Đấy, có thể mở ra đi vào một cách trơn tru, sách đi sách lại rất ok luôn. Lên mã giúp cho em sẽ là sản phẩm là thùng đồ nghề nhá. Thùng đồ nghề của thương hiệu Kirito. Đấy, Kirito. Kirito này. Đấy, thùng đồ nghề Kirito nhá. Em báo giá luôn. Thùng đồ nghề. Đó, thùng đồ nghề thì sẽ có giá là đi 430.000 các nhá, 430k, và bên em sẽ bao ship cho bác tận nhà luôn. Đó, bao ship luôn nhá. 430.000 một chiếc thùng đồ nghề bao ship này. Kích thước của nó sẽ là 42 nhân với lại 20 nhân với 20. 42 là chiều dài, 20 chiều rộng và 20 chiều cao nhá. Đó, 430k, hàng của thương hiệu Kirito nhá. Đây các bác cùng ngắm lại em nó một lần nữa này, rất đẹp luôn. Đó, rất chắc chắn chất lượng nhá, cầm nặng trịch luôn. Phải rơi vào tầm 4 cân rưỡi 5 cân, cầm chắc lắm. Cầm nặng chắc chắn. Không có một tí nào gọi là dơ giếc các thứ gì, chắc nịch luôn. Đó, xịn chất lượng. Này, quá đẹp luôn này. Thiết kế cực kỳ chắc chắn mà tối ưu công năng sử dụng nhá. 430.000 một chiếc nhá, 430k. Một chiếc thùng đồ nghề của Kirito nhá. Đấy, 430k một chiếc, quá đẹp luôn. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng đó là cái con kẹp Eto của thương hiệu Asahi này. Em báo giá luôn, 190.000 cho một chiếc kẹp Eto của Asahi này. Các bác cứ lên mã cho em xem cái kẹp Eto nhá. Kẹp Eto để về các bác kẹp đồ các thứ cho mình làm nghề, rất tiện dụng luôn nhá. Đấy, kẹp ghim những cái đồ đạc mình cần làm nhá. Tạo những cái sự cố định chắc chắn khi mình làm việc nhá. 190k một cái con kẹp Eto của Asahi này. Đó, đi đây.
kích thước của nó thì em sẽ quay trực tiếp ở trên màn hình các bác cùng nhìn này. Đấy, toàn bộ thì kích thước ở bên ngoài vỏ hộp nó có hết luôn nhá. Đấy. 55mm này, con này có thể kẹp di động được mọi chỗ mọi nơi nhá, vì nó có thể kẹp tháo ra vào được này. Đấy, xoay tròn 360 độ nhá. 60mm này. Đấy, 50 60 kích thước đầy đủ ở trên hình các bác đang coi đây. Đó. Thì cơ sẽ có giá là 190.000 một chiếc nhá, dòng kẹp Eto của Asahi. Hàng bãi Nhật cực kỳ chất lượng luôn. Chắc chắn lắm. Đấy, con này thì em bán khá là nhiều rồi. Để các bác xài sử dụng mình kẹp bàn rất tiện dụng đây. Nó có thể là tháo ra lắp vào tùy nhu cầu nhá, mình có thể là tiện dụng di chuyển mọi chỗ mọi nơi nhá. Đấy, và đây là cái nấc này. Đấy, các bác có thể là xoay tròn 360 độ nhá. Đấy. Xoay tròn các hướng luôn. Đó đây, và đây là phần kẹp. Thì lúc nào mà kẹp được các bác nới ra. Đấy, các bác nới ra này. Đó, các bác nới ra để các bác kẹp nhá. Con này rất trơn tru luôn, xoáy rất ngọt ngào nhá. Đấy thì mình dùng để mình kẹp đồ các thứ đây. Ở này có phần radian này để các bác kẹp nó không bị trơn trượt này. Ở đây nó còn có một cái chỗ để các bác đe nhá. Ví dụ như là các bác gò gõ thì các bác dùng chỗ này các bác đe vào. Đấy, để các bác đe, các bác gò gõ những cái chỗ này. Và cái phần này phần kẹp có thế thôi, rất là ok. Thao tác rất đơn giản, rất dễ xài, dễ sử dụng nhá. Nói chung là dùng gia đình này, anh em thợ thuyền dùng làm nghề cho em con này cũng quá ok luôn nhá. Đó, lên mã giúp cho em sẽ là cái chiếc kẹp Eto của Asahi. Đấy, kẹp Eto của Asahi. Con này thì sẽ có mức giá là 190k một chiếc thôi nhá, 190k. Một chiếc kẹp Eto của Asahi 190k, giá rất là bình dân mà sản phẩm dùng rất chất lượng luôn. Và mình em bán khá là nhiều con này rồi, dùng gia đình này. Anh em thợ thuyền dùng con này rất là hợp lý. Đó, 190k một chiếc thôi nhá, kẹp Eto. Cái sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác hàng, đó là cái lọ keo dán giày này, lọ keo dán giày dép nha, mình lại tiếp tục về hàng này. Đấy, lọ keo dán giày dán dép nha, rất tiện dụng luôn. Bác nào đang bị giày rách dép rách, các bác mua cho em cái lọ keo dán giày này về. Thì hiện tại mình em đang bán một lọ keo dán giày này, mức giá sẽ là 20k một lọ nhá, 20k trên một lọ nhá. Còn nếu mà các bác lấy ba lọ thì bên em sẽ tính cho bác là 50k. Ba lọ chỉ có 50.000 thôi, giá rất bình dân mà dính rất chắc luôn. Đó, một lọ này sẽ có dung tích là 60mm nhá, 60mm. Đấy, về các bác dùng để dán giày, dán dép nhá. Đấy, thì về các bác tháo nắp này. Ở đây nó có cái đầu ra, nó là cái đầu lỗ kim nên là khi mà các bác giỏ ra, nó rất là dễ này. Đó. 20k một lọ nhá, 20k một cái lọ keo dán giày, dán dép này. Đấy, giày rách, dép rách các bác mua về dán rất ok luôn, đỡ bị vứt đi. Mình tận dụng cái keo này mình dán, mình có thể tái sử dụng này. Đấy, đi lại ok luôn. 20k một lọ keo dán giày nhá, các bác lấy 3 lọ sẽ có giá là 50.000. Đó, 3 lọ là 50k này. 3 lọ kéo giày là 50k. Lấy một lọ thì là 20k một lọ nhá. Lên mã cho em sẽ là cái lọ keo dán giày. Đó, rất ok. Cái này dán hay lắm. Giày rách giáp rách các bác phải dán rất tiện luôn. Giày bị hư hỏng, đồ vật bị gãy để từng bụi vứt đi. Hãy thử ngay keo dán chuyên sửa giày, giày thể thao, giày da, keo nhựa, keo dán giày mềm, không thấm nước. Kết dính chắc chắn và nhanh khô này để sửa lại xem nhé. Keo có độ kết dính cao, không thấm nước, không ăn mòn, không gây ốm vàng, không hại da tay, không làm mòn giày hay đồ vật. Thiết kế vòi là lỗ kim giúp dễ dàng lấy lượng keo vừa đủ, không bị khô keo cũng không bị chảy ra ngoài. Keo khô ngay sau khi dán, giày không bị ốm vàng hay khô cứng. Anh chị đặt ngay một chai về để sửa chữa đồ vật trong nhà nhé, đảm bảo chất lượng sẽ không làm anh chị thất vọng đâu ạ. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác ngoài hàng, đó là cái cây bút điện bên em bán cực kỳ chạy luôn này. Đấy, một cái cây bút điện giá rất là bình dân mà, và tặng kèm thêm pin luôn, hàng chuẩn chính hãng nhá, vỏ bọc các thứ đầy đủ luôn. Báo ra bác luôn nhá, lên mã em sẽ cái cây bút điện đa năng nhá, bút điện đa năng các bác dùng gia đình, anh em thợ thuyền dùng con này quá ok. Giá của nó sẽ là 20k một cái cây bút điện đa năng này, 20k một cây nhá, dùng rất tiện dụng luôn. Đèn cực kỳ sáng nhá, và khi các bác mua thì bên công ty sẽ có tặng kèm thêm cho bác là một cái đốc pin này nữa nhá. Còn sẵn bên trong thì đã có pin sẵn rồi nhá, đã có pin sẵn rồi. Đấy, đây đèn rất sáng luôn này, các bác nhìn này. Đấy, đèn rất sáng nhá. Bình thường là những cái bút điện các bác thử nhà đèn nó tối om nhìn rất khó nhìn, đây con này đèn rất sáng luôn nhá. Đấy, các bác thử pha nóng pha nguội này, từ trường này, rồi là kiểm tra đứt dây thứ rất tiện dụng luôn nhá. Đấy, một chiếc bút điện này với mức giá chỉ có 20.000 thôi, giá siêu hạt rẻ, siêu bình dân luôn. Đấy, bình thường những cái shop khác nó cũng bán nhưng mà có khi người ta bán chỉ có 10.000, nhưng mà đấy hàng chưa nổi nhá. Hàng thứ nhất là không chính hãng, thứ hai là không có pin tặng kèm nha. Đây bên em hàng chuẩn vỏ nhãn hộp đầy đủ luôn, có cả pin tặng kèm nhá, hàng cam kết bảo hành cho bác luôn. Đấy, chỉ có bút 20.000 thôi nhưng bên em vẫn bảo hành cho bác luôn nhá, lỗi một đổi một, 20k cho một chiếc bút thử điện nha, giá rất bình dân. Đây các bác cùng xem thực tế với video về sản phẩm này. Đây, bác nào hay phải dò điện thì dùng bút điện đa năng này nhé. Chức năng thứ nhất là dò dây điện bị đứt ngầm. Đấy, điện là nó dẫn đến chỗ nào thì đèn nó sẽ sáng xanh ở chỗ đó ạ. Và khi nào đến chỗ bị đứt ngầm thì đèn sẽ không sáng nữa. Đây, và em sẽ tút ra, đây chính là cái chỗ mà nó bị đứt ngầm. Các bác nhá.
Chức năng thứ hai là đo thông mạch. Đấy, bằng cách nào ạ? Ví dụ như một cái dây điện nhà mình đây, mình kiểm tra xem nó có bị đứt ở đâu hay không. Bằng cách ạ, một đầu dây điện mình chập vào đầu của bút ạ, và đầu còn lại mình chập vào đầu còn lại của bút. Nếu mà bút nó sáng xanh như thế này là dây điện nhà mình vẫn ok, không bị đứt ạ. Nếu mà đèn nó mà không sáng thì dây điện này đã bị đứt các bác nhá. Đấy, sáng này, không sáng này. À, chức năng thứ ba là cảm ứng từ trường. Chỉ cần để bút ở ngoài này là đã biết đâu là dây pha lửa và đâu là pha mát nhé. Ví dụ đây là cái dây pha lửa thì đèn sẽ sáng xanh, đúng không ạ? Và cái pha nguội thì đèn nó sẽ không sáng các bác nhá. Chức năng ưu việt cuối cùng là gì ạ? Nó cũng như những chiếc bút thử điện khác thôi. Ví dụ như pha lửa mình chọc trực tiếp vào thì cả đèn xanh và đèn đỏ sẽ sáng nhé. Và đèn nó sẽ rất là sáng, không như những cái bút thử điện bình thường ở nhà mình đâu ạ. Và khi mình chọc ra pha nguội thì chỉ có đèn xanh sáng thôi. Và đây chính là chiếc bút thử điện đa năng mà các bác nên dùng để mình mang đi sửa chữa. Đó, đấy thực tế về chiếc bút thử điện đa năng nhá. Đấy, thử điện là test các chức năng các kiểu rất đa năng luôn. 20k nhá, 20k một chiếc bút điện đa năng này. Có tặng kèm thêm pin cho bác luôn nhá, 20k một chiếc này. Luôn cho bác, đó là cái con loa gỗ dài. Con này thì bên em bán cực kỳ nhiều rồi, nghe rất hay luôn. Đấy, à, các bác nghe trong phòng diện tích khoảng tầm 30-40m², nghe cực kỳ hay. Con này đặc biệt là nghe phòng nghe rất hay luôn nhá. Đấy, nó có thể kết nối với Bluetooth điện thoại để các bác nghe nhạc qua hệ thống Bluetooth, hoặc là có thể cắm thẻ nhớ qua USB đều được nhá. Đấy, các bác lên mã giúp cho em sẽ là loa gỗ dài. Đấy, loa gỗ dài. Đó thì các bác cứ lên mã giúp em sẽ là sản phẩm là loa gỗ dài này. Đấy, loa gỗ dài. Đó thì sản phẩm này sẽ có giá là 250k và em sẽ bao ship cho bác tận nhà luôn. Đấy, 250.000 bao ship nhá. Con này nghe rất hay luôn đây. Em sẽ quay chi tiết cho bác và mở test thử bác nghe luôn này, nghe cực kỳ hay luôn nhá. Đó, loa thì thiết kế cực kỳ đẹp luôn. Đấy, vỏ gỗ vân gỗ lên rất đẹp nhá các bác nhá. Đây, vỏ gỗ vân gỗ lên cực kỳ đẹp này. Đó, chiều dài của nó là vào là 40 nhá, chiều dài nó vào là 40, chiều cao chiều rộng là 10 các bác nhá, 40 × 10 × 10. Đó, khá là dài đẹp. Đây, đây là cái, những cái màng loa này, có đây phần trên này. Đó, phần trên vân gỗ lên rất đẹp nhá các bác nhìn này. Đó, có phần chân đế đầy đủ luôn nhá, 4 chân. Các bác dùng để trưng bày đề co trước TV cũng ok luôn, rồi các bác dùng để nghe nhạc các thứ cực kỳ hay nhá. Ở đây thì sẽ có là cái cổng sạc DC 5V này. Đấy, rồi là một cái cổng kết nối USB nhá. Thì các bác có cái USB các bác cắm vô đây, rồi là có cả kết nối thẻ nhớ này, AUX tai nghe này. Ở đây thì sẽ có nút nguồn này, M chế độ này, tăng giảm nick bài này. Đấy, rồi là tạm dừng này. Đấy thì các bác muốn bật loa lên thì các bác giữ lì cho em nhá, giữ lì này. Đó, giữ lì. Đấy. Đấy, bắt đầu lên đèn này. Đó, bắt đầu nó kết nối Bluetooth nhá. Khi mà kết nối Bluetooth thì các bác mở cho em điện thoại lên. Các bác vào phần Bluetooth này, bật Bluetooth lên nhá. Đó, các bác đợi chút bật Bluetooth lên. Sau đó là các bác tìm đến cái tên mà nó có tên mã loa của nó sẽ là XM520 nhá các bác nhá. Đây này. Mã loa tên là XM520 này. Đấy, đây. Đấy, XM520 các bác bấm kết nối này. Đấy, đang ghép đôi đó. Các bác đợi chút này. Đó, đấy, ghép đôi. Ok, ghép đôi thành công nhá các bác nhá. Đây, bây giờ em sẽ vào nhạc test loa các bác nhá, nhạc test loa này. Nhạc test loa, con này nói chung nghe hay lắm ạ. Nghe cực kỳ hay luôn. Đây để em test cho bác coi. Đây, nghe hay lắm ạ. Nghe âm thanh nó cực kỳ là sống động mà cái trống chiếc nghe rất chắc luôn, trống nghe cực kỳ chắc các bác nhá. Đó. Đây nhá, nếu mà các bác muốn cho to thì các bác giữ lì cho em cái nút đây này, nút nó chỉ hướng bên tay phải này, các bác giữ lì nhá. Đó, các bác nghe cái bát nó đánh cực kỳ chắc luôn. Con này nghe bát cực kỳ chắc mà chép nghe đâu đấy luôn nhá. Nói chung nghe rất hay. Giá tầm giá nhưng mà nghe rất hay luôn ạ. Đấy, tầm giá thì nghe rất hay. Đó, các bác kết nối vào Bluetooth để các bác nghe qua Bluetooth. Ngoài ra thì các bác có thể là kết nối với lại thẻ nhớ hoặc là USB đều được. Đấy, rồi là đây là cái cổng cáp sạc nha, đi kèm nó sẽ có một cái cọng dây cáp sạc nha. Thì bác cắm vô đây. Sau đó là các bác cắm với lại cái cục sạc điện thoại nhà mình ấy. Các bác sử dụng cái nguồn 5V ấy, nó có cổng USB ấy, là các bác có thể cắm sạc điện thoại đây, ví dụ như này. Em đang có một cái cục sạc Samsung và cục này em đang bán đây này, thì các bác có thể cắm vào đây. Và các bác cắm vào nguồn 220 để các bác sạc cho cái loa này nhá. Đấy, còn nếu mà các bác nào chưa có cái cục này thì có thể mua thêm. Thì các bác cứ lên mã giúp em sẽ là cái cục sạc Samsung 2A nhá, hàng của Samsung. Thì cái cục này tại bên em đang bán là 30.000 một cục nhá, 30.000 một cục, nếu mà các bác nào chưa có thì có thể mua thêm. Còn quay trở lại cái loa thì tại bên em đang bán là 250.000 cho một cái loa gỗ dài này, bao ship cho bác tận nhà luôn. Loa rất đẹp nhá, hình thức cực kỳ đẹp và chất âm nghe cực kỳ hay. Bass căng, check sâu, nghe rất ok luôn. Đấy, vì ở đây nó có một cái khe nữa này. Thì các bác có thể để điện thoại đây.
Đấy, đây cái điện thoại của em nó hơi to. Còn điện thoại dạng bé bé là vừa ok luôn nhá các bác nhá. Đấy, khe này các bác có thể để điện thoại ở đây này. Rất là ok luôn nhá. Đó, rồi. Lên mã giúp cho em sẽ là sản phẩm là loa gỗ dài nhá. Loa gỗ dài 250.000. Đây, em mở to nữa các bác nhá, lại một lần nữa này. Đó. Thực tế về cái chất âm của con loa này nhá, nghe rất hay luôn mà cực kỳ là ok. 250.000 một chiếc loa gỗ dài nhá, bao ship cho bác tận nhà luôn. Lên mã giúp em sẽ là loa gỗ dài nhá. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng, đó là cái con bóng tròn tích điện này. Các bác cứ lên mã giúp cho em sẽ là bóng tròn tích điện nhá. Con này thì giá rất hạt rẻ luôn, chỉ có 90.000 một chiếc bóng đèn tích điện thôi. Lên mã em sẽ là cái bóng tròn tích điện nhá, bóng tròn tích điện. Giá đang bán là 90.000 một chiếc bóng tròn tích điện này, có cả điều khiển từ xa dùng rất là hay luôn. Đấy. Trong trường hợp ví dụ như là mất điện này, hoặc các bác hay đi cắm trại, đi chơi, đi phượt, mình không có điện lưới thì mình dùng cái con này cho em. Đấy, nó có tích điện nhé, và khi mà hết pin thì các bác cắm sạc và các bác xài, và có thể sạc bằng năng lượng mặt trời luôn này, có cả cái tấm pin sạc năng lượng mặt trời. Sản phẩm thì nguyên hộp sẽ gồm có một thân bóng này, một cọng dây cáp sạc và đi kèm là một cái điều khiển từ xa nhé, điều khiển từ xa. Đó, công suất con này thì sẽ có công suất là 120W nhé. Đây là cái nút bấm này. Đấy, bấm một lần, hai lần, ba lần thì đèn nó sẽ sáng nhá. Có thì thao tác nhất bác có thể bấm ở đây này thì nó sẽ sáng này, 1 này, 2 này, 3 này. Đấy, chế độ nháy luôn này, có cả nháy cảnh báo đèn đỏ đèn xanh như kiểu công an nhá. Đấy, thì các bác có thể bấm ở đây. Ngoài ra con này rất là hay là nó có đi kèm một cái điều khiển nhá, thì các bác có thể bấm bật tắt là bằng điều khiển từ xa luôn này. On này, off này, bật này, tắt này. Ngoài ra thì cái điều khiển này có cả phần hiện giờ này. Đấy, em tắt đi nhá. Hiện giờ 3 tiếng, 5 tiếng này, 8 tiếng này. Đấy, chế độ sáng tối này, auto này. Đó, on này, off này. On này, off này. Đấy, các bác có thể dùng cái điều khiển này, các bác điều khiển từ xa luôn. Có phần móc đeo lên đeo xuống. Rồi đây là ví dụ như là trong điều kiện mà các bác không có điện lưới thì mình có thể là mang ra ngoài trời mình phơi thôi nhá, phơi. Đấy, nhưng mà sạc bằng năng lượng mặt trời này thì nó sẽ vào hơi lâu quá. Chủ yếu là các bác nên sạc bằng cái cổng 5V USB này này, thì đi kèm nó có cả một cái rộng cộng dây cáp sạc này. Thì về các bác có cái cục sạc điện thoại ấy, các bác cắm với lại cái cục sạc điện thoại, các bác cắm vô đây là các bác sạc được cho cái đèn này, có thế thôi, rất là dễ xài nhá. Giá thì tại bên em đang gửi bác là một cái bộ bóng tròn tích điện này là có cả điều khiển các thứ này, là đầy đủ là 90.000 một chiếc nhá, 90.000 một chiếc. Lên mã cho em sẽ là cái bóng tròn tích điện nhá. Đấy, bóng tròn tích điện đang gửi bác sẽ là 90.000 cho một chiếc bóng tròn tích điện nha. Đấy, bóng tròn có tích điện, điều khiển từ xa luôn, rất là hay. 90.000 một cái nhá, rất là ok luôn. Ánh sáng cực kỳ sáng nhá, 120W, rất là sáng luôn. Đó. 90.000 dùng trong ví dụ như là trong trường hợp mất điện này, hoặc các bác hay đi cắm trại, đi chơi, hoặc ví dụ các bác bán hàng bây giờ, bán hàng hoặc là bán hàng trong buổi tối mình mang những được. Đó, rất là tiện dụng luôn nhá. 90.000 một chiếc à. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng, đó là cái hộp nước giặt của Nhật nhá. Hộp nước giặt Nhật, một hộp này thì sẽ có giá là 80.000 hộp nhá. 80.000 hộp này. Đấy, một hộp này sẽ gồm có là 100 viên nước giặt, rất là hay luôn, vừa giặt vừa xả nhá. Mùi thơm thoang thoảng nhẹ nhàng. Rất là ok về các bác dùng để giặt đồ thì rất là tiện luôn. Lên mã thì em sẽ là cái hộp nước giặt nhá, hộp nước giặt của Nhật. Đấy, hộp nước giặt này. Một hộp là 100 viên với giá sẽ là 80.000 nhá. 80.000 một hộp nước giặt này. Đấy, 80.000 hộp nhá, 100 viên. Dùng rất là hay đây. Nó sẽ trong này nó sẽ chia ra từng gói nhỏ một nhá. Thì 100 viên nó sẽ chia ra là 5 gói đó nhá, 5 gói. 5 gói thì mỗi một gói này sẽ có tổng là 20 viên nhá. Đây này, viên nhỏ nhỏ này. Đấy, 20 viên. Thì một hộp này là 5 gói thì tổng thì sẽ là 100 viên cho 5 gói nhá, 100 viên cho 5 gói. Đấy, thì các bác có thể mua lẻ theo gói hoặc là mua theo cả hộp tùy nhu cầu các bác mua nhá. Đấy, bác nào dùng ít thì mình có thể mua theo gói nhá. Thì một gói nước giặt nhà hiện tại em đang bán giá sẽ là 20.000 thì các bác cứ lên mã cho em sẽ là cái túi nước giặt này, túi nước giặt 20 viên nhá, 20 viên sẽ có giá là 20.000. Còn nếu mà các bác mua cả hộp thì giá nó sẽ rẻ hơn, cả hộp thì là một hộp nước giặt 100 viên, một hộp nước giặt 100 viên, giá của nó sẽ là 80.000 một hộp thôi nhá, 80.000 một hộp, dùng rất hay luôn. Đấy, thì đây nó là dạng viên này em đang xài đây. Rồi các bác dùng để giặt quần áo nhá, một viên như này là các bác giặt cho em khoảng tầm là đi 3 đến 4 cân quần áo nhá. Đấy, một viên này là giặt tầm 3 đến 4 cân quần áo. Thì cái này thì rất là dễ xài, các bác cứ thả trực tiếp vào trong lồng giặt, hoặc các bác giặt tay
thì các bác cứ ngâm vào nước là tự động là nó sẽ vỡ ra các nhá. Đấy, ngâm vào nước là tự động nó sẽ vỡ ra, dùng rất là ok luôn. Đó, rất là thơm nhá. Đấy, cái túi em đang xài đây, đó, dùng rất là tiện luôn. Hộp nước giặt nhá, một hộp là 100 viên. Với giá là 80k một hộp. Còn nếu mà các bác mua theo túi, mua túi 1 thì bên em đang bán một túi nước giặt 20 viên như này, với giá sẽ là 20.000. Đấy, tùy nhu cầu nhá, có thể mua lẻ túi hoặc là mua theo hộp, đấy là tùy nhu cầu. Đấy là hộp nước giặt của Nhật nhá, dùng cực kỳ ok, cái này bên em bán khá là nhiều này. Rồi, kính lúp hàng vừa về để phục vụ các bác này. Các bác cứ lên mã giúp em sẽ là kính lúp có đèn báo nhá, kính lúp có đèn báo em báo giá luôn. 50.000 một cái kính lúp nha. Đấy, chỉ có 50.000 một cái thôi. Đấy, thì con này nó sẽ có tích hợp cả cái đèn báo. Thì về khi mà các bác muốn xài cái đèn báo này thì về các bác lắp cho em là 3 viên pin nhá. Nhớ giúp em là 3 viên pin con thỏ, cái pin cái pin 1.5V 3 chữ A, các bác lắp cho em 3 viên pin vào nhá. Đấy, 3 viên pin vào. Đấy là các bác xài thôi. Cái này thì bên em bán chỉ có nguyên kính không nhá, không có kèm pin đâu. Thì về các bác tự mua pin lắp vào. Cái giá này là giá chỉ có nguyên kính không thôi, không kèm pin. Đấy, nhớ cho em là chỉ nguyên kính không, không kèm pin nhá. Đấy, tránh tình trạng là đến nơi các bác bảo là không thấy pin đâu. Thì em báo luôn là bán chỉ có nguyên kính không thôi. Giá của nó sẽ là 50.000. Thì đây nó có đèn báo chợ sáng này. Đó, thấy không? Nó có cả một cái đèn chợ sáng. Đấy, ở đây nó công tắc nhá. Lúc nào mà các bác dùng thì các bác bật lên, không dùng thì các bác tắt đi, rất ok luôn. Đấy, rất tiện dụng là nó có tích hợp cả cái công tắc ở đây. Đấy, con này là nó có cả hai đèn luôn. À, hai kính luôn, một kính nhỏ này và một kính to này. Và kính này thì nhìn cực kỳ rõ luôn. Đây, để em soi bác coi này. Đấy, kính nhìn rõ lắm. Đây này, đấy, kính nhìn rõ cực kỳ luôn. Đây, để em test cho bác coi nhá. Cái này nó phải lấy nét là cái điện thoại cơ. Đấy, lấy nét là cái điện thoại cơ thì nhìn nó mới ok được. Cái này là do cái điện thoại, chứ còn bình thường các bác nhìn ở mắt ngoài là rất là rõ luôn đấy. Đấy, em sẽ test cho bác coi này. Đấy, đây dí với cái là nét cứng luôn nhá. Ở đây bỏ ra tái chữ nhỏ tí này, đó đây không, nét ok luôn. Đấy, nhìn rất là to rõ ràng nhau nhá. Đấy, nhìn rất là to rõ ràng. Và con này rất là hay, nó có cái đèn báo này, em tắt đi này. À, cái đèn chợ sáng này, tay cái tối om nhá, bật lên cái này. Đấy, đấy, khi mà ví dụ như những cái lúc mà trời tối các bác muốn soi chét những cái đồ các thứ của mình, đấy là nó có một thêm những cái đèn chợ sáng này, 3 đèn luôn, là nó hỗ trợ các bác soi sáng các thứ, giờ để các bác soi cái kính lúp này vào rất ok. Đấy, soi vào những cái đồ vật thiết bị thứ nhà mình là rất ok luôn. Giá thì em báo giá luôn 50k nhá, 50k thì vẫn giá bình ổn các bác luôn từ bữa trước đến giờ. Đấy, vẫn là 50.000 nhá. Lên mã em sẽ là kính lúp có đèn chợ sáng nhá, kính lúp có đèn chợ sáng thì giá sẽ là 50k. Và em báo luôn là kính này là giá này là không có kèm pin nhá, về là các bác tự mua pin lắp nhá. Còn bên em bán là chỉ nguyên kính không thôi, là 50.000 cho một chiếc kính lúp nhá, có đèn chợ sáng nhá, và hai kính này luôn, hai kính, một kính to kính nhỏ luôn, là 50k một chiếc nhá, kính lúp có đèn báo. Sản phẩm tiếp theo thì đây, tiếp tục về cái mã hàng đó là cái cân móc điện tử. Em báo giá luôn, lên mã em sẽ là cân móc điện tử, mã của nó sẽ là mã cân C1 nhá, mã cân C1. Các bác cứ gọi giúp em là mã là cân C1 hoặc là cân móc điện tử. Đấy, thì giá của nó em báo luôn là 60.000 một cái cân móc điện tử này. Cái này về các bác đi chợ, đi búa này, đi câu này, đi cân, đi kẹo rất tiện dụng luôn nhá, rất tiện dụng luôn. Hàng của nó thì mới nguyên hộp nha, hàng mới nguyên hộp. Đi kèm sẽ có cả pin cho bác luôn, về các bác lắp pin vào là xài thôi, rất là dễ dùng sử dụng nhá. Thì về các bác mở cho em cái nắp ở lần sau lưng này, lắp cho em hai viên pin tiểu vào. Đấy, lắp hai viên pin tiểu 3 chữ A vào, sau đó là các bác bật cân lên này, on này. Đấy, con này nó có cả cái đèn sáng luôn nhá, có cả đèn sáng luôn. Đấy, để ví dụ như là các bác hay cân trong buổi tối, là ví dụ như là trong trường hợp buổi tối là các bác vẫn có thể nhìn thoải mái luôn nhá. Đấy, buổi tối vẫn có thể nhìn thấy màn hình cân thoải mái luôn, vì nó có đèn trợ sáng ở cái cân này, ở cái mặt cân này luôn này, hiển thị đây nhá, thông số to rõ ràng. Và cân điện tử thì rất là chính xác luôn. Đấy, chính xác từng gram từng lạng một các nhá. Thì ở đây nó sẽ có là ba cái nút này. Nút Tarea là cái nút xóa sạch này, on off là bật tắt này. Đấy, tắt đi này, bật lên này. Mod này thì các bác điều chỉnh các chế độ cân khác nhau. Ở đây thì em đang để là kilogram. Các bác có thể điều chỉnh về là LB này, Zin này, rồi là OZ. Mấy cái này thì em cũng không rõ lắm, nhưng mà chủ yếu Việt Nam mình thì hai cân kilogram thôi. Đấy là vẫn là phổ thông nhất thôi. Đấy, đi ở đây về thì các bác rút xem này lên. Đấy, lấy cái móc này ra. Đấy, sau đó các bác móc vào những cái đồ các bác cần cân. Đấy, ví dụ như là em đang cân một cái võng ở trại này. Đấy, thì các bác móc vào cái đồ các bác cần cân nhá. Đây nó có một sẵn một cái móc này. Đây em sẽ cân cho bác coi nhá. Đấy, sau đó các bác treo lên nha. Đấy, các bác cầm nó lên nha. Đấy, đây em đang cân thực tế đây.
đó. Và khi mà cân đấy, khi mà cân xong thì các bác bỏ ra thoải mái luôn. Và nó đặc hay của cái sản phẩm này là khi mà cân xong là nó sẽ nhớ luôn cái số cân ở trên này luôn. Đấy, hiện tại đang là 625 kg, 0,625 kg tương đương với lại là 625 g này. Đấy, nó sẽ hiển thị cái số cân nhớ ở đây luôn. Nếu mà các bác muốn xóa cái dấu vết này đi, các bác bấm cho em nút tare ấy thì nó sẽ xóa về mo là 00. Đấy, và ví dụ đây em cân tiếp này, đây em cân cái này nhẹ nhẹ này. Đấy, các bác móc vào. Đấy, sau đó một tay các bác cầm vào đây đó, và các bác giữ yên một chút, nó sẽ hiện lên chữ lóc này, nó sẽ khóa lại. Đấy, và hiện tại đây em báo luôn này, 0,085 kg tương đương với là 85 g đấy. Đấy, thì đây nó sẽ hiển thị toàn bộ cái thông số ở trên cái màn hình hiển thị luôn, rất là dễ dàng sử dụng nhá, và nó nhớ được cả cái số cân luôn, nên là rất là tiện các bác. Nhiều khi ví dụ các bác cân xong các bác mà nói chuyện hạn, chẳng may là các bác quên không nhớ, nhưng mà cái cân này nó sẽ thay cho các bác là nó sẽ nhớ luôn số cân, trừ khi thì các bác bấm cái nút này thì nó sẽ mất đi, còn nếu không các bác cứ để đấy là nó sẽ nhớ cái số cân của bác luôn nhá, rất tiện dụng luôn. Đấy, thì giá em đang gửi bác giá sẽ là 60.000 một cái nhá. Đấy, 60.000 một cái, các bác cứ lên mã nhá, sẽ là cân móc điện tử. À, hay còn gọi là cân móc cân C1 các nhá. Cân mã sẽ là C1, giá em đang gửi bác là 60.000 một cái cân nha. 60.000 một cái. Và con này khi mà các bác cân tối đa lên đến được là 50 kg nhá. Đấy, cân tối đa lên đến được là 50 cân. Đó, rất ok, và cân từng gam từng lạng một luôn. Đấy, và cân tối đa là lên đến được là 50 kg, thiết kế rất chắc chắn luôn này. Đấy, có phần móc đeo. Đấy, và đây các bác có thể xách vào tay, rồi ở đây cái phần móc đồ vào này, rất ok luôn. Giá bình dân thôi, 60.000 một cái nhá, có màn hình hiển thị điện tử ở trên luôn. 60.000 một cái cân móc điện tử hay còn gọi là cân móc C1 nhá. 60.000 một cái, rất ok. Đấy, vừa quay chi tiết bác rồi. Sản phẩm tiếp theo thì cực kỳ nhiều bác hỏi cái mã này luôn. Đó là cái bộ sạc pin 18650. Đấy, lúc nào sốt tuy nhiên thì có những cái mã hàng rất là độc đáo nha. Để gửi bác này. Đó. Lên mã em sẽ là cái bộ mà sạc pin 18650. Giá với em là gửi bác thì giá rất tốt luôn, giá gần như là giá tốt nhất thị trường luôn rồi. 60.000 một bộ này. Đấy, một bộ này thì khi mà các bác sạc thì sẽ được một cùng một lúc sạc được là 4 viên nhá, và nó sẽ có hiển thị đèn báo ở trên luôn, rất ok. Con này thì nó sử dụng cái nguồn vào thì cái nguồn nó rất là phổ thông và dễ kiếm, dễ dùng. Đây, input của nó sẽ là DC 5V 1 đến 3, và output ra của nó sẽ là DC 420V 1000 mAh. Đó, khi mà các bác xài, các bác sạc cho những cái dạng pin 18650 thì rất là chuẩn chỉ rồi. Đấy, chuyên dùng để sạc cho pin 18650 nhá. Đấy, thì về các bác có những cái cục sạc điện thoại như này này. Đấy, ví dụ như là cái cục sạc Samsung bên em đang bán này. Cục này thì bên em đang bán là 30.000 một cục nhá. Đấy, con này thì cái nguồn ra của nó sẽ là 5.0V. Đấy, tương đương với là 2A. Đấy, thì nó rất là phù hợp với lại cái sạc này rồi. Thì các bác có thể mua kèm thêm cái cục sạc này. Đấy, thì đây em lấy ra quay mẫu cho bác này. Thì về các bác cắm vào đây. Nó là cái cổng kết nối USB mà. Đấy, cổng kết nối USB, các bác cắm vào đây. Sau đó các bác cắm trực tiếp nguồn 220. Thì khi mà cắm vào nó sẽ lên đèn báo luôn nhé các bác nhá. Nó lên đèn báo luôn. Và đây em lấy cho bác mấy cái viên pin thì em cũng đang bán luôn này. Pin 18650 thì em đang bán đây. Pin này thì hiện tại anh em đang bán là 20.000 một viên nhá. Nếu mà các bác có nhu cầu mua thêm pin. Đấy, còn bên em các bác có pin rồi thì không cần. Đấy, còn cái này thì em bán vừa bán cả sạc vừa bán cả pin. Đấy, thì em sẽ lắp vào cho bác coi. Đấy, thì ở đây em lắp 3 quả thôi, còn một quả em để lại để quay cho bác luôn này. Thì khi mà các bác lắp 3 quả vào đây thì những chỗ nào lắp thì nó sẽ báo đèn đỏ, tức là đang sạc nhá. Và khi mà các bác sạc đầy thì nó sẽ nhảy lên đèn xanh như này. Đấy, ví dụ như là chỗ này hiện tại đang là đèn xanh nhá, em sẽ lắp nốt cái quả còn lại vào này. Đấy, lắp nốt quả còn lại vào nhá. Đó, các bác thấy không? Toàn bộ sẽ báo đèn đỏ hết luôn. Đấy, còn đây ví dụ em tháo đồng quả này. Đấy, thì hiện tại đang báo đèn xanh, tức là pin đã đầy và nó sẽ tự động nó ngắt nhá, rất là thông minh luôn. Đây, tháo viên thứ hai này, xanh luôn này. Tháo viên thứ ba xanh luôn, rất ok. Đấy, và các bác có thể sạc cùng lúc được là 4 viên, hoặc các bác có thể sạc một viên một cũng được, tùy nhu cầu nhá. Rất là tiện dụng luôn. Đấy, thì cái con này nó rất là dễ xài, và cái nguồn của nó rất là phổ thông. Nguồn của nó sẽ là cái nguồn 5V 2A, tức là về các bác có những cái cục sạc điện thoại ấy, là các bác có thể cắm chung với lại cái cục sạc điện thoại để các bác xài cho cái sạc này rồi. Còn nếu mà các bác không có cái sạc đấy thì mình có thể mua thêm. Thì bên em đang bán là cái cục sạc Samsung 5V 2A, thì cái cục sạc này bên em đang bán giá là 30.000 một cục. Đấy các bác nhá, 30.000 một cục sạc Samsung 2A này, để về các bác có thể cắm cho cái sạc pin 18650 này để các bác sạc này. Còn nếu mà các bác có cái cổng USB rồi thì về các bác cứ cắm vào cổng USB thì mình sẽ xài. Còn nếu mà các bác muốn mua thêm pin
thì bên em đang bán lẻ một viên pin 18650 như này, giá của nó sẽ là 20.000 một viên nhá. Đấy, 20.000 một viên thì cái này nó cũng dùng khá là nhiều việc này. Đấy, dùng lắp vào những cái thiết bị nó sử dụng cái pin này nó chung cái pin này nó dùng rất là nhiều, bây giờ hầu như toàn dùng cái pin này thôi. Đấy, thì bên em đang bán lẻ một viên này là 20.000 nhá, một viên này là 20.000. Còn sạc nguyên sạc không? Đấy, nguyên sạc nguyên cái bộ sạc pin 4 viên này. Sạc pin 18650 4 viên này là 60.000. Đấy các bác nhá, 60.000 một bộ sạc pin 18650. Đấy là về đấy là các bác nhu cầu về những cái mã nào các bác nhá. Đấy còn cục sạc đi cùng đi kèm có thể cắm chung với lại cái củ này là 30.000 các bác nhá. Đây tiếp theo thì lên luôn cho các bác cái mã hàng đó là cái chuột không dây. Em báo giá luôn, bên em gửi bác là 90.000 một viên, 90.000 một cái con chuột không dây nhá. Các bác cứ lên mạng em sẽ là chuột không dây đây, em ghi giá rồi, 90.000 một cái con chuột không dây này, rất tiện dụng luôn. Thì hàng của nó thì cũng là hàng mới nguyên hộp này nhá. Sản phẩm thì sẽ gồm có là một con chuột không cần dây nhá các bác nhá. Thông minh của cái sản phẩm này là nó không cần dây dạ gì. Về là các bác chỉ việc kết nối bằng cái cục adapter ở bên dưới đít này. Đấy, các bác lật cái nắp này ra, lấy cái này ra cắm trực tiếp vào trong máy tính của bác nhá, và các bác bật cho em về on này. Đấy, bật cho em về on thì nó sẽ lên cái đèn báo màu đỏ em vừa bật đấy, và bắt đầu là các bác cứ thế là nó sẽ tự động kết nối với nhau. Hai cái này, cái con bluetooth này đây, cái con cổng USB bluetooth và cái con chuột này nó sẽ linh tự linh với nhau và nó sẽ điều khiển không cần dây dợ gì nhá. Và cái hay của cái sản phẩm này là bên trong này nó đã tích hợp sẵn một viên pin rồi. Đấy, và cái pin này là có tích điện nhá, cái pin này có tích điện. Đấy, cái pin này có tích điện là lúc các bác cứ xài, lúc nào mà hết pin thì các bác lại lấy cái dây sạc đi kèm với lại cái cục sạc này, các bác cắm vô đây. Đấy, và các bác cắm vào cái nguồn 5V ấy. Đấy, ví dụ như là cái cục sạc này em vừa quay này. Đấy, cái nguồn cục này cái cục 5V 2A này, các bác cắm vào đây. Cục này thì bên em đang bán là 30.000 nhá. Các bác cứ lên mã nha, cho cái cục sạc Samsung. Đấy thì đang bán là 30.000 thì các bác có thể cắm vào đây và các bác sạc cho cái chuột này. Đấy. Và khi mà sạc đầy thì các bác lôi ra xài. Con này thì em cứ bảo hành cho bác luôn, các bác sạc một lần các bác xài từ 1 tháng cho đến nửa tháng luôn, pin nó cực kỳ trâu nhá. Đấy, pin nó rất trâu bò luôn. Đấy, các bác bình thường là các bác hay dùng những cái con chuột có dây rất là vướng víu, dùng rất là khó chịu vướng víu này. Đấy, rồi là nó nó không thẩm mỹ cái thứ giờ dây dặn nó lằng nhằng, nói chung hoặc là các bác đi chơi đi công tác các thứ giờ hoặc là làm văn phòng mình cứ phải mà mang đi di chuyển nhiều dây dặn nó lằng nhằng. Đấy thì các bác mua cho con này về không cần vì dây dợ gì nhá. Bên dưới cái nắp này về các bác lấy ra một đầu này các bác cắm trực tiếp vào trong máy tính nhá, còn cái con chuột còn lại là các bác cứ để ra bàn các bác di thôi là tự động là nó sẽ linh với nhau nhá. Đây cái con này em xài rồi nên em thấy nó rất ok và em nhập số lượng lớn về bán các bác nên là dùng ok lắm đó. Thì gửi bác là 90.000 nhá, các bác cứ lên mã em sẽ là chuột không dây. Đấy, 90k một con. Đây em quay cho bác cái con em đang xài này. Đây cái con em đang xài đây. Đấy thì em sẽ quay cho bác coi nhá. Thì nó sẽ có là một cái cục linh như này này. Đấy thì về là máy tính nào nó cũng có cổng USB mà. Đó thì các bác cắm trực tiếp vào trong cái cổng USB này cho em. Đó, các bác cắm vào và cái con chuột khi mà cắm vào đấy nó kêu tinh cái nó sẽ tự động linh với nhau nhá, tự động kết nối với nhau. Đấy và bắt đầu là các bác cứ thế là các bác di thôi. Đây, thì em di cho bác coi này. Đấy các bác nhìn này, chuột này. Đấy chuột chạy ngon lành luôn nhá, đây, tắt đi này, tắt đi này. Đấy, bật lên này. Đấy, vào chuông này. Vào YouTube chẳng hạn này. Đấy YouTube nhá. Đó, bấm ngon lành luôn nhá. Đấy, đây, vào kênh của em này. Đấy, bấm ngon lành, các bác nhìn cái con chuột em gì chưa? Đây, con chuột em gì này. Đó, xem kênh của bạn này. Đấy, kênh em đây các bác nhá. Đấy, các bác mua hàng này cứ vui lòng liên hệ với hai cái số điện thoại em để trên kênh này. Đấy, các bác nhìn thấy con chuột này em đang gì này. Đấy, con chuột đang chạy nhá, là tay em đang gì đây. Đây, tay em đang gì đây. Đấy, tay em đang gì đây. Đấy, gì đâu là nó sẽ sáng lên đấy. Đây này, đấy, thấy không? Đây. Đó, rất là tiện dụng luôn nhé, không cần phải dây dạ gì hàng nhàng nhá, mà nó cực kỳ dễ dùng luôn, người lớn người già trẻ em dùng được hết luôn. Về chỉ việc cắm cái con này vào chân cổng máy tính và chuột thì các bác bật cho em về on. Đấy, cứ thế là dùng, và khi nào mà hết pin thì các bác cắm sạc qua cái cổng ở đằng trước này, nó có cái cổng sạc này. Đấy, con này các bác cứ dùng cho em từ 15 ngày cho đến 1 tháng các bác phải sạc pin một lần, pin nó cực kỳ trâu bò luôn, bảo hành cho bác luôn. Nếu mà các bác nào mà pin mà nhanh hết thì cứ bảo như em nhá. Đấy, bảo hành cho bác pin luôn vì như em dùng thực tế đây, nhà em dùng 2-3 con liền đây. Đấy, đây kìa, kìa. Đấy, thấy không, rất ok nhá, không cần phải dây dợ gì nhá. Đấy, các bác chỉ việc là cắm vào các bác xài thôi, quá ok luôn. Đây các bác nhìn này, lướt này, lăn này, lăn rất mượt mà luôn nhá. Đấy, thấy không, đây đang lăn này, tay em đang lăn này. Đấy, mất mượt mà ngon lành nhá. Rồi
Đấy thì em hướng dẫn cho bác rất chi tiết và cách sử dụng của con này rồi. Đấy thì em báo giá lại một lần nữa nhá. 90 ngàn một cái con chuột không dây này, 90 ngàn một con. Thì về các bác tháo cái nắp đít ở cái phần nắp lưng ra này, lấy cái con USB này cắm trực tiếp vào trong cái cổng USB của máy tính và các bác dùng con chuột bật lên cho em về nút on. Đấy là các bác xài thôi. Và khi nào mà hết pin thì các bác lại cắm sạc vào đây. Đấy, chân sạc của nó đi nhá. Đấy, cắm sạc vào là các bác xài. Ở trong này nó có một viên pin tích điện sẵn rồi. Đấy, và xài từ 15 cho đến 1 tháng mới hết pin một lần. Pin rất trâu bò luôn các nhá. Rất ok luôn. Đấy, 90.000 một con chuột không dây các bác nhá. Lấy cứ lên mã thì em sẽ là chuột không dây 90k một con. À, tiếp theo thì em về tiếp cho bác cái mã gen con nhật này. Nhiều bác cứ hỏi là cái gen con nhật bên em có bán lẻ hay là bán kiểu dạng ít ít một không, thì nhiều khi các bác là dùng không hết. Đấy thì đây, bên em sẽ bán theo một cái bó nhỏ nhỏ này là 10.000 một bó nhá. 10.000 bó thì các bác cứ lên mã giúp cho em sẽ là một cái combo một bó gen con nhật này. Một cái bó này của nó sẽ gồm có là 5 sợi nhá. Đây này, thì em đã cắt sẵn ra đấy và gói nhỏ nhỏ thành một bó này. Đấy của nó sẽ là 5 sợi nhá. 5 sợi từ to nhỏ này. 1 sợi, 2 sợi, 3 sợi, 4 sợi, 5 sợi nhá. 5 sợi là từ 1 ly nhá. Sợi nhỏ nhất của nó sẽ là 1 ly cho đến sợi lớn nhất của nó sẽ là sợi 5 ly nhá. Cái này là dòng gen co nhiệt nhá nhá. Khi mà các bác hơ lửa hoặc là kho nhiệt thì nó sẽ co vào các nhá. Thay kiểu dạng băng dính điện các thứ ra thì các bác chuyển sang dùng cái gen co nhiệt nhá. Đấy các bác xỏ vào dây điện sau đó các bác hơ vào nó sẽ co vào nhá. Đấy thì đây. Một cái combo này nó chỉ có 10.000 thôi. Về các bác dùng gia đình cái thứ ra. Đấy, gia đình thì không hay dùng nhiều, dùng ít thôi thì các bác mua cho em cái cục này. Nó chỉ có 10.000 thôi. Đấy, bỏ ra cho giúp em là 10.000. Một cái combo 5 sợi gen con nhiệt đã bó sẵn vào thành một bó nhỏ nhỏ này các nhá. Đấy thì lên mã cho em sẽ là combo hoặc là một cái bó gen con nhiệt nha. Thì sẽ có giá là 10.000 thôi các nhá. Giá 10.000 thôi, giá siêu hạt rẻ luôn. Đấy. Một số mã hàng thanh lý em xả kho cho bác luôn, đồng giá là 10.000 luôn. Giá rất rẻ luôn nhá, chỉ có 10.000. Về dùng gia đình một bó là cho em thả mã rồi. Đấy, vì gia đình dùng ít. Bác nào thợ thiền thì có thể mua thêm. Đấy, còn nói chung là gia đình thì các bác dùng 10.000 này thì thả mã luôn rồi. Đó. À, một bó gen con nhiệt đó, hoặc là một combo 5 sợi gen con nhiệt này là 10.000 một combo nhá. Là sản phẩm dầu gió hàng sách tay chuẩn của Singapore nhá. Đấy. Hàng chuẩn của Singapore rất xịn sò, ok. Đấy. Rất thơm và cực kỳ nóng luôn. Đấy các bác đau nhức xương khớp các thứ ra. Bản này thì hàng này nó xuất cho thị trường Mỹ nhá. Đây này. Đấy. Made in Singapore nhưng mà xuất sang thị trường Mỹ này. Đấy LA USA này, thấy không? Đó, rất ok luôn. Dầu gió Singapore nhá. Một cái chai này thì dung tích của nó sẽ là 24 ml nhá, 24 ml. Đấy, hàng các bác nhìn này, hàng tem bóng lên vân 7 màu là các bác biết là hàng chuẩn chính hãng nhau rồi. Đấy các bác cứ nhận hàng kiểm tra cho em yên tâm về chất lượng nhá. Hàng cam kết chuẩn chính hãng cho bác luôn. Đấy. Có tem tiếc đầy đủ hết luôn nhá. Giấy dẫn sử dụng này. Đó, còn đây là chai dầu gió. Hàng này thì sẽ là hàng hai nắp nhá. Đấy, hàng hai nắp thì cái hàng hai nắp này thì để chống chỉ định là lại tại sao nó dùng xài cái hai nắp này thì để khi mà xài là trẻ con nó không mở được ạ. Đấy, trẻ con nó không mở được vì đôi khi là cái này chẳng may mà bắn vào mắt các thứ là rất là nguy hiểm. Đấy, cay mắt, rất khó chịu. Đấy thì tại sao lại làm hàng hai nắp thế, để an toàn là không trẻ con không bị mở là không mở được nhá. Đấy thì các bác muốn mở cái hàng hai nắp này các bác ấn cho em xuống này, ấn xuống sau đó các bác xoáy ra. Đấy là các bác sẽ xoáy được nhá. Đấy là các bác sẽ xoáy được, có thế không? Ấn chặt vào chưa? Ấn chặt vào. Đấy là khớp vào là sẽ xoáy được. Đấy, mùi rất thơm luôn. Đấy, chỉ cần xoáy nắp vào thôi các bác thấy mùi rất thơm. Đây, hàng chuẩn hai nắp luôn nhá. Rất xịn sò, các bác muốn xoáy thì các bác ấn cho em vào là ok. Đấy là sẽ khớp vào. Rất thơm. Một chai này là dung tích là 24 ml này, hạn sử dụng của nó đến 2028 luôn. Đấy, hàng đết rất dài nhá. Một chai này là 24 ml. Đấy, đây. Mã của nó là 24 ml này, 24 ml. Rồi, lên mã giúp em sẽ là sản phẩm là cái dầu gió Singapore. Đấy, bên em đang gửi bác một cái chai dầu gió Singapore này với giá sẽ là 50k nhá. 50k một chai dầu gió Singapore này. Rất xịn sò, ok luôn. Hàng cam kết bác là hàng chuẩn chính hãng nhá. Vẫn còn nguyên siêu, gửi tay bác luôn, vẫn nguyên siêu. Đấy, nhận hàng các bác cứ kiểm tra, bóc ra, test thử cho em, bôi thoải mái luôn. Rồi, các hàng rất là mới, rất là hay. Đó là cái phích cắm gập của nhá. Lên mã cho em cái phích cắm gập. Tại sao nó gọi là phích cắm gập thì đây, bình thường thì nó là một chiếc phích cắm sẽ thẳng nhai. Đấy, còn nếu các bác muốn gập thì các bác sẽ gập nó vào. Đó thì nó sẽ gập được một cái góc vuông 90 độ nhá. À, hàng này của nó thì sẽ là hàng chân dẹt nên là rất là phù hợp. Ví dụ như các bác nào hay dùng những cái phích điện chân dẹt, đặc biệt là những cái phích mà hàng Nhật bãi ấy, là chuyên bên đấy người ta chuyên dùng chân dẹt nên là các bác mua con này cũng có thể là cắm được luôn. Đấy, và chân của nó sẽ là chân khâu đồng 100% nhá. Đấy, chân khâu đồng 100% rất xịn sò.
công suất của nó chịu tải lên đến là 16A. Đấy, mắc là 250V nhá, cực kỳ là trâu bò luôn. Đấy, và rất chắc chắn nhá, và nó có thể gập nha. Đấy, những cái vị trí mà khe khía các thứ giờ. Đấy, bình thường là các bác hay cắm thẳng này nó rất là tốn diện tích nhá. Ví dụ các bác có đẩy sát cái tủ vào chẳng hạn. Đấy thì nó sẽ bị vướng cái phích này, thì đây. Bây giờ các bác mua cho cái phích này về các bác thay vào thì các bác sẽ gập vào thì nó sẽ úp vào này, thì nó sẽ tốn được một, sẽ tiết kiệm được ít diện tích. Các bác có thể là đẩy sát cái phần tủ của các bác vào này, rồi những cái chỗ vị trí các bác sắp xếp đồ thì nó sẽ cắm sát vào tường hoặc là những cái chỗ ổ điện nhá, rất tiện dụng luôn. Đấy thì nó sẽ có thể gập vào này. Còn nếu các bác muốn dùng thẳng thì các bác đẩy nó ra. Đấy còn không thì các bác muốn gập thì các bác gập nó vào này là các bác cắm thôi. Đấy chân của nó sẽ là chân đồng nên là cái phần tiếp xúc nó rất là tốt nhá, nên là yên tâm. Đấy không lo mô ve chập cháy nhá. Hàng chống va đập, chống vỡ, chống cháy nhá. Giá thì bình dân thôi. Lên mã giúp cho em sẽ là cái phích cắm gập nhá. Đấy phích cắm gập nó có thể gập vào một góc 9 độ nha. Đó. Giá nó hiện tại em đang bán sẽ là 15k một chiếc nhá. 15k một chiếc. Chân của nó sẽ là chân dẹt và chân là chân đồng nhá. Đấy 15k một chiếc phích cắm chân dẹt này, rất tiện dụng. Đấy nó có thể gập vào nhà các bác nhá. Đấy thì các bác cứ lên mã giúp em sẽ là cái phích cắm gập nhá. Phích cắm gập. Đó, đang gửi bác là 15k một cái phích cắm gập nha. Đó 15k một chiếc. Đây các bác cùng xem thực tế cái video về sản phẩm đây. Đấy, bình thường này. Đấy những cái chỗ vị trí khó ấy là các bác rất là đấy, ví dụ như những cái phần kê tủ rồi. Đấy thì về các bác đấu cho em cái này vào này. Đấy đấu nó vào. Sau đó các bác lắp vào này. Đấy các bác có thể gập vào. Đó, ví dụ những cái phần tủ tỉ cái thứ là các bác kê vào. Đấy các bác gập nó vào rất là gọn gàng, ok. Đấy, đẩy sát tường thoải mái nhá, vô tư không lo nó. Đấy các bác nhá, đây. Của bạn đi. Đây là chiếc phích cắm có thể xoay chiều 90 độ, không tốn diện tích nhiều, thuận tiện cho việc quản lý dây điện và sắp xếp đồ đạc. Hơn nữa, việc tháo lắp cũng rất dễ dàng bởi có hệ thống dây dẫn ổn định và không dễ rơi ra. Cửa hàng đang giảm giá 50%, anh chị hãy nhanh tay đặt hàng để nhận ưu đãi ạ. Đó, rất là hay nhá. Đấy nó có thể là gập lại này. Đấy ví dụ như cái phần khe tường các bác muốn kê một cái tủ vào đấy ạ. Đấy các bác gập vào là nó sẽ bị kịch cái phích bình thường. Còn cái phích này đó các bác gập xuống này. Đó nó rất là ok luôn. Gập vào nó rất là tiết kiệm diện tích nhá. Các bác có thể là kê tủ tiếp vào thoải mái chứ không lo bị vướng quá nhá. Rất là hay. Đó nó có thể gập gọn vào, gập một góc 9 độ nhá. Đó, rất là hay. À 15k một chiếc phích cắm gập nhá, 15k một chiếc. Cái sản phẩm này cũng rất là nhiều bác hỏi này. Đó là cái bộ nồi Đức 6 món nha, bộ nồi Đức 6 món hàng về shop tiếp tục hàng về này. Đấy, thì để phục vụ các bác cái dịp cuối năm các bác mua về để sử dụng gia đình các thứ này, rất ok luôn. Đó thì em báo giá luôn nhá, báo giá luôn. Giá này thì gần như là giá tốt nhất thị trường luôn. À, lên mã em sẽ là cái bộ nồi Đức này, bộ nồi Đức. Bộ nồi Đức này thì bên em sẽ có hai hình thức thanh toán nhá. Các bác có thể chuyển khoản hoặc là mua trực tiếp ship code thôi nhá. Nếu mà chuyển khoản thì bên em sẽ tính cho bác sẽ là bao nhiêu nhỉ? 650.000 thôi nhá. Chuyển khoản hết thì sẽ là 650k. Và các bác nếu mà các bác mua ship code, đấy ship code thì sẽ là đi ship code thì giá sẽ là 700, hai cái chênh nhau 50.000 nhá. Và các bác mua thì sẽ đều được bao ship luôn. Giá này gần như là giá tốt nhất thị trường luôn đấy, không có giá này đâu các bạn. Đó. Đây. Mong các bác coi bộ nồi nhá. Đấy, nó sẽ gồm có là 6 món này, 1 2 3 4 5 xong một chảo nhá, 5 xong một chảo và đầy đủ đi kèm là nó có vung nắp đậy hết đầy đủ hết luôn. Rất là xịn luôn. Hàng mới nguyên siêu, hàng của Đức này. Made in Germany này. Đó, made in Germany nhá. Quá xịn sò luôn. Đây, đó, giấy giếc đầy đủ luôn này. 6 sản phẩm này, 1 2 3 4 5 6 này, đó. Hàng của Đức nhá, Made in Germany. Chuyển khoản hết thì sẽ là 650.000, còn các bác mua theo hình thức ship code thì sẽ là 700.000. Tùy nhu cầu nhá. Đấy thì em khuyên các bác thì các bác nếu các bác có tài khoản thì các bác nên chuyển luôn. Để bên em vừa gửi hàng nhanh và thứ hai là nó giá sẽ được giảm các bác nhá. Giá sẽ được giảm đây. Đầu tiên sẽ là một cái song to này. Đấy một cái song to nhá. Rất ok luôn. Hàng này của nó sẽ hàng 5 đáy 5 lớp luôn này. Đấy song to. Hàng này 5 đáy 5 lớp đầy đủ hết luôn nhá. Vung là toàn bộ vung của nó đều là vung kính cường lực trong suốt luôn. Đây. Vung kính cường lực trong suốt này, rất là xịn sò nha. Đây, đáy 5 lớp này. Đó. England này, đó, rất ok nhá. Chữ trước là dập chìm hết luôn ở trên cái phần đáy song này. Đấy. 5 lớp luôn nhá. Đấy, 5 lớp luôn. Quá dày rất là trắng luôn. Con này thì các bác dùng thì cứ bao dùng bao xài ra đi. Không có gì phải chê về cái sản phẩm này cả. Em bán rất là nhiều rồi. Đó, một thời gian bên em nghỉ không bán thì
hàng nó cũng chưa đều. Đấy, đợt này thì hàng nó đều rồi nên là sẽ nhập số lượng lớn về để bán cho bác luôn. Đây, con này là con nhớ nhớ này, có vung viếc đầy đủ hết luôn nhá. Đấy, có vung viếc đầy đủ hết luôn. Đây một con này nữa này, đấy một con này nữa này. Thôi nói chung em quay lướt thôi, em cũng không quay chi tiết đâu. Đó, vung viếc nói chung là đầy đủ, vung viếc đầy đủ hết luôn. Xong thì trực tiếp đây. Đấy, cái này con này nấu bột này hoặc các bác úp bát mì thứ đấy rất ok, có tay cầm nhá, chắc chắn chất lượng luôn, hàng bóng đẹp tuyệt vời luôn, sáng trưng luôn này. Đấy, dày dẫn chắc chắn lắm nhá, tay cầm đầy đủ luôn, có vung viếc đầy đủ hết luôn nhá. Đây có vung viếc ngon lành luôn này. Đó rồi, đây là cái con chảo này. Đấy, trong cái bộ này là có một cái con chảo nhá, chảo là có một lớp chống dính luôn. Đấy, chảo trong có lớp chống dính rất xịn sò. Đấy, con này đường kính chảo chắc có dơ của tầm 25 cm nhá, dơ của tầm 25 cm. Đấy, các bác dán xào nấu cho em thoải mái luôn nhá. Đó, hàng 5 đáy này. Đó, chữ chiếc đầy đủ ở cái phần đáy nồi này, chắc chắn. Bộ này thì các bác dùng thì yên tâm về bao dùng bao bền luôn. Đó, vung viếc đầy đủ nhá. Toàn bộ là đều có vung, 6 món là đều có vung hết luôn. Đây, 6 món là đều có vung hết đi kèm nhá. Sẽ gồm có là 1 2 3 4 bốn cái nồi này, bốn cái nồi có quai quai B này, một cái nồi có tay cầm như kiểu cái nồi nấu cháo này, và một cái chảo rán luôn nhá. Tổng thì sẽ gồm có là 6 món hàng của Đức nhá. Đó. Và em báo giá lại một lần nữa này. Các bác chuyển khoản hết thì giá sẽ là 650.000. Đấy. Chuyển khoản hết. Chuyển khoản hết là 650.000. Còn các bác ship code là giá sẽ là 700.000. Giá này là em sẽ bao ship cho bác tất luôn nhá, ưu đãi cực kỳ luôn. Đấy, giá sẽ được bao ship cho bác tất luôn. Đó. Đấy thì các bác có nhu cầu về cái sản phẩm này thì cứ vui lòng liên hệ trực tiếp với hai cái số điện thoại nhá, em đang gắn trực tiếp ở trên mình đây. Đấy, các bác cùng xem lại lần nữa đây. Đấy, bộ nồi rất là đẹp luôn, hàng mới nguyên thùng nhá. Hàng các bác cứ kiểm tra sau đó các bác khui ra cho em. Bộ nồi Đức 6 món nhá, 6 món. Chuyển khoản 650.000, ship code 700. Hai giá này đều được bao ship hết luôn nhá. Đó, thì các bác có thể tham khảo bộ này thì nói chung là cũng khá nhiều shop bán rồi và cũng giới thiệu rất là nhiều rồi, các bác cũng xem rất là nhiều rồi. Bây giờ quan trọng chủ yếu là cái giá thôi. Đấy, cái giá thì nó tốt thì các bác mua nhá, xúc luôn. Đó. Một cái lưu ý nhỏ nhỏ là nhiều bác hỏi là cái bộ nồi này có đun được bếp từ không? Đấy thì em nói luôn nhá, cái bộ nồi này thì các bác có thể đun các loại bếp luôn nhá. Đấy, từ bếp ga, bếp từ, bếp củi, bếp dơm, bếp hồng ngoại, tất cả các loại bếp luôn. Con này nó không kén bếp đâu nhá, không kén bếp đâu. Bếp nào các bác cũng đun được hết nhá, đặc biệt là bếp từ đun được hết luôn nhá. Đấy, đặc biệt là bếp từ đun được hết luôn, nên các bác yên tâm là sử dụng thoải mái.